Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 550. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, nói, Long Thần Thiên Uyên đảo ngay ở phía trước sao? Long Vấn Thiên nói, đúng vậy, đi thôi. Hắn thân thể thoáng qua, liền hóa ra chân thân, đó là một đầu thiên đế băng long, toàn thân bao trùm lấy băng tuyết lân phiến, hàn khí xâm nghiêm, phát một tiếng long ngâm, liền xông lên thiên đi, hướng phương xa bay đi, tốc độ cực nhanh, tựa hồ cũng muốn khảo nghiệm Diệp Thần tốc độ. Long sư huynh, chờ ta một chút. Diệp Thần kêu một tiếng, gọi ra bốn đuôi thần thú, cưỡi bốn đuôi đuổi theo. Bầu trời hắc phú hạ không ngừng, trong đó pha tạp vào đủ loại dơ bẩn ô uế. Diệp Thần cùng Long Vấn Thiên đều là ngự khí hộ thể, nước mưa vừa rơi xuống đến trên thân hai người, liền bị một tầng lồng khí bắn ra. Long Vấn Thiên thấy Diệp Thần đuổi theo, đôi mắt híp lại, cười hỏi, sư đệ lần này buông xuống thương linh dược giới, chắc là hướng về phía Chu Tước mảnh vỡ tới. Diệp Thần nói, sư huynh đã bắt được thiên cơ. Long Vấn Thiên nói, không có, nhưng phóng nhãn toàn bộ thương linh dược giới, có thể vào sư đệ pháp nhãn đổ vật. Nghĩ đến cũng chỉ có Chu Tước mảnh vỡ, đó cũng là ngươi thần giáp mệnh tinh một bộ phận. Diệp Thần gật đầu nói, đúng là như thế, sư huynh có biết Chu Tước mảnh vỡ cụ thể hạ lạc, còn xin báo cho, là tại chôn xương trong vực sâu sao. Không biết cái kia chôn xương thâm uyên là ở nơi nào. Diệp Thần nghĩ đến nếu như Chu Tước mảnh vỡ, một mực không ai có thể luyện hóa lời, vậy dĩ nhiên là tại chôn xương trong vực sâu, chỉ cần hắn biết chôn xương thâm uyên hạ lạc. Liền có khả năng đạt được Chu Tước mảnh vỡ. Long Vấn Thiên con ngươi nhìn một chút đen kịt bầu trời, nói cái kia chôn xương thâm uyên, ở trên trời. Diệp Thần khẽ giật mình, nói trên trời. Long Vấn Thiên nói, đúng vậy, tại vạn năm trước, thương linh dược giới thiên địa, liền triệt để lật đổ, đã từng lấp chôn vô số dơ bẩn ô uế cùng thi cốt, còn có vô số tâm tình tiêu cực chôn xương thâm uyên, xuất hiện ở trên trời, trong thâm uyên tích tụ ô uế toàn bộ nghiêng ngã xuống. Này vạn năm một mực tại trời mưa, không có một khắc ngừng qua, toàn bộ thương linh dược giới đều bị dìm ngập, ai? Nói đến thiên địa lật đổ sự tình, Long Vấn Thiên trong giọng nói, cũng là mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Đây là kinh khủng đại tai biến, thương linh dược giới rất nhiều chân quý dược liệu, rất nhiều linh thú phi cầm, còn có đếm không hết sinh linh, tại thiên địa lật đổ về sau, đều bị trút xuống tới hắc ám rác rưởi cặn bã che mất, không biết có bao nhiêu thứ như vậy diệt sạch. Long Vấn Thiên lại nói, Chu Tước mảnh vỡ, hoàn toàn chính xác ngay tại chôn xương thâm uyên, nhưng chôn xương thâm uyên, là sâu uyên ma tộc địa bàn, sư đệ, người muốn đi đoạt bảo, cái kia gần như không có khả năng, cùng muốn chết không sai biệt lắm. Sâu uyên ma tộc đáng sợ, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta Long Thần Thiên Uyên đảo, cũng tại cùng mộ táng cung thương lượng kết minh, cùng một chỗ đối phó sâu uyên ma tộc. Diệp Thần nghe được mộ táng cung tam chữ, trong lòng lập tức khẽ động. Nói, sư huynh, mộ táng cung ở đâu? Hắn biết mộ táng cung là thiên tổ thế lực, nếu có thể nhìn thấy mộ táng cung người, có lẽ liền có thể biết càng nhiều luân hồi tương quan bí mật. Long Vấn Thiên nói, vạn năm trước thiên địa lật đổ, thương linh dược giới đại bộ phận thế lực đều bị dìm ngập, bây giờ còn lại xuống tới, còn duy trì sức chiến đấu thế lực, cũng chỉ còn lại có chúng ta Long Thần Thiên Uyên đảo, còn có mộ táng cung. Sư đệ, người nếu muốn đi mộ trương táng cung, ta có khả năng dẫn người đi, nhưng bây giờ ta Long Thần Thiên Uyên đảo nội bộ, dung chuyển lo lắng, ta chỉ cần trước chân áp nội loạn, mới có thể xử lý sự vụ khác. Diệp Thần trong lòng run lên, nói, không biết là cái gì biến loạn. Long Vấn Thiên thở dài, ta trước mang ngươi lên đảo lại nói. Ngay sau đó, Long Vấn Thiên liền mang theo Diệp Thần, không ngừng hướng không trung bay đi. Dần dần, tại đen kịt ô uế bên trên bầu trời. Diệp Thần liền thấy một tòa thật to hòn đảo đường nét. Cả hòn đảo nhỏ, bị một tầng trật tự lồng ánh sáng bảo vệ được, ngăn cách hắc phú ăn mòn, thậm chí tại cái kia lồng ánh sáng phía trên, có nhật nguyệt tinh thần, đêm tối ban ngày đang lưu chuyển, tạo thành ngay ngắn tự nhiên trật tự. Diệp Thần cưỡi bốn đuôi, bay gần đi lên xem xét, toàn bộ thương linh dược giới, khắp nơi là hắc ám tử vong ô uế phế tích, nhưng hòn đảo này, lại là thần tiên thánh cảnh địa phương, cô treo ở hắc ám vân tiêu phía trên. Một tòa thật to Long Thần pho tượng đứng sừng sững, trấn thủ tại hòn đảo trung ương. Chung quanh đảo, kỳ hoa dị thảo tùm, linh dược tiên chi khắp nơi trên đất. Có ngàn năm cổ thụ, cành lá rậm rạp, tán cây như mây, lại có u lan nở rộ, hương khí bốn phía, khiến cho người tâm thần thanh thản. Sông núi ở giữa, thỉnh thoảng rõ ràng chim bói cá bay múa,
vượn trắng vui chơi, càng tăng thêm mấy phần sinh động cùng linh khí. Gió nổi lên lúc, sóng biển vỗ bờ, như giữa thiên địa du dương trương nhạc, mưa hạ thấp thời gian, mây mù lượn lờ, phảng phất đặt mình vào tiên cảnh. Bốn mùa thay đổi, trên đảo phong cảnh biến hóa, như thơ như họa. Đảo này cương thổ bao la, một tòa đảo, liền có bốn mùa khác biệt biến hóa phân bố, mặt trời lên mặt trăng lặn, cùng bên ngoài hắc ám tĩnh lặng khủng bố cảnh tượng, tạo thành tương phản to lớn. Diệp Thần kỳ lạ, nói, sư huynh, chúng ta này tòa Long Thần Thiên Uyên đảo, trật tự thật đúng là vững chắc a, không có có nhận đến mảy may ô uế ăn mòn. Long Vấn Thiên nói, vậy cũng là sư phụ đúc tinh Long Thần bảo hộ, ha ha, lên đảo đi. Hắn bóp cái pháp quyết, Long Thần Thiên Uyên đảo thủ hộ lồng ánh sáng, liền mở ra một đường nhỏ, hắn cùng Diệp Thần dọc theo khe hở bay vào. Hai người bay vào hòn đảo về sau, khe hở kia liền bế hợp lại, ngăn cách ngoại giới hắc vũ cùng ô uế. Long Thần Thiên Uyên đảo tự thành một phương thế giới, tiến vào nơi này về sau, liền không nhìn thấy bên ngoài hắc ám bầu trời cùng ô mưa cảnh tượng, nơi này bầu trời là xanh thẳm, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, thọ lộc tiên hồ chạy nhanh, lại có đủ loại long, tại trong đám mây bay lượn. Long Vấn Thiên sau khi đi vào, thân thể thoáng qua, liền hóa ra nhân thân, hướng Diệp Thần nói, sư đệ, người đi trước cúi chào sư phụ pho tượng. Diệp Thần gật gật đầu, liền đi theo Long Vấn Thiên, đi tới hòn đảo Trung ương. Hòn đảo Trung ương, đang đứng sừng sững lấy đúc tinh Long Thần pho tượng, nguy nga hùng vĩ. Diệp Thần nhìn xem pho tượng, liền thấy luân hồi mộ chấn động, có một khối mộ bia dục dịch, đó chính là đúc tinh Long Thần mộ bia. Đao Phong Nữ Hoàng cùng Lạc Phi Thiên, cũng cảm nhận được cỗ này chấn động. Đao Phong Nữ Hoàng ánh mắt khẽ động, nói, xem ra đúc tinh Long Thần đại ca, cũng sắp khôi phục. Đúc tinh Long Thần, là lục đạo cổ thần một trong, năm đó lục đạo cổ thần kết nghĩa Kim Lan, luận bối phận, đúc tinh Long Thần liền là Đao Phong Nữ Hoàng đại ca, thần thông pháp lực so với nàng là lợi hại hơn nhiều. Đúc tinh Long Thần từng cùng tinh đạo Long Nữ tranh thiên mệnh, cuối cùng tranh người thắng là hắn, chư thiên long tộc đều quy thuận phụ, cường thịnh thời điểm, đúc tinh Long Thần khí thế thao thiên, quét ngang một thời đại, đưa tới hồn thiên đế kiêng kỵ, cuối cùng bị hồn thiên đế giết chết. Bất quá giống đúc tinh Long Thần loại cấp bậc này tồn tại, rất khó triệt để đều chết hết, hắn để lại một điểm ý chí, là có thể bảo hộ Long Thần Thiên Uyên đảo, bảo hộ tòa đảo này, không nhận bên ngoài hắc phú ăn mòn. Diệp Thần liền hướng về đúc tinh Long Thần pho tượng, cung kính cúi chào. Pho tượng trong sân rộng, cũng không ít đệ tử, hoặc là tại tế tự, hoặc là tại luyện công, thấy Long Vấn Thiên mang theo Diệp Thần buông xuống, đều là kinh ngạc, mọi người tầm mắt, dồn dập tập trú tại Diệp Thần trên thân. Xem khí tức, Diệp Thần hiển nhiên là người ngoài. Nhưng xem Long Vấn Thiên bộ dáng, nhưng không có đem hắn xem như người ngoài. Đạo chủ, người ngoài này là ai? Diệp Thần kiểm cúi chào thời điểm, đột nhiên một đạo cảnh giác thanh âm truyền đến, liền thấy mấy cái đệ tử trẻ tuổi xông tới, tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Long Vấn Thiên nhướng mày, nói, hắn chính là luân hồi chi chủ, là sư đệ của ta, cũng là trưởng bối của các ngươi nhanh cho hắn dập đầu hành lễ. Diệp Thần thấy Long Vấn Thiên tại mấy cái này đệ tử trẻ tuổi trước mặt, tràn đầy uy nghiêm, địa vị hiển nhiên cực cao, nghĩ thầm, nguyên lai Long sư huynh vẫn là đảo chủ. Những người kia nghe được luân hồi chi chủ bốn chữ, đều là giật nảy cả mình, có người nói. Hắn là luân hồi chi chủ, không có khả năng, làm sao tu vi yếu như vậy. Thương linh dược giới cùng bên ngoài ngăn cách, bên ngoài phát sinh từng màn, thiên cơ truyền đến nơi đây, mông lung, cho nên mọi người biết Diệp Thần danh hiệu, nhưng không biết hắn cụ thể mạnh mẽ đến mức nào. Hiện tại Diệp Thần mặt ngoài tu vi, chẳng qua là thiên nguyên cảnh 5 tầng trời cao giai. Tự nhiên cùng luân hồi chi chủ vang dội danh hiệu, không lắm phối hợp. Long Vấn Thiên cười hắc hắc, nói, luân hồi chi chủ còn yếu. Các ngươi thật sự là không biết sống chết, các ngươi liền cùng tiến lên, nếu như luân hồi chi chủ ba chiêu bắt không được các ngươi, ta liền đưa hắn đuổi xuống đảo đi. Ánh mắt của hắn độc ác, tự nhiên biết Diệp Thần thực lực chân chính, cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần tầm mắt quét nhìn một thoáng, thấy mấy cái này đệ tử trẻ tuổi, đều có cửu đỉnh cảnh sơ kỳ tu vi, thả đến bên ngoài coi như không tệ, nhưng ở trước mặt hắn, hiển nhiên là không đáng chú ý, liền cười nhạt một tiếng, nói. Chư vị như muốn so tài, tại hạ vô cùng phụng bồi. Mấy cái kia đệ tử trẻ tuổi,
nhìn nhau, liền dồn dập rút ra trường kiếm, kêu lên, xin chỉ giáo. Mấy người vây công tới, Diệp Thần đứng đấy bất động, đột nhiên linh khí bùng nổ, trong lòng quát. Bất động Long Vương Chí Tôn Pháp. Theo Diệp Thần trong lòng tiếng quát hạ xuống, đáng sợ một màn bùng nổ, thiên đạo thủy tinh hào quang rủ xuống, như là lớn chúc phúc, bao phủ tại Diệp Thần trên thân, phù văn thác nước rộng rãi. Giống. Sau đó, mạnh mẽ cương khí, từ trên người Diệp Thần nổ lên, phát ra rồng gầm rung trời, một đầu uy mãnh thần long, nổi lên, chiếm cứ tại Diệp Thần trên thân, cuồn cuộn kim quang nổ tung, chính là đúc tinh long thần đại pháp tướng, vô cùng rực rỡ cùng bá đạo. Ngày xưa đúc tinh long thần, có tam đại hạch tâm tuyệt học, bất động long vương chí tôn pháp chính là thứ nhất. Lúc trước tại tinh không tranh bá thi đấu thời điểm, Diệp Thần từng thi triển này pháp, áp chế ma phi thiên, rung động toàn trường. Giờ phút này, Diệp Thần thi triển đi ra, trong nháy mắt, liền thân hóa bất động long vương, một cỗ uy nghiêm đại khí tràng, trải ra mở đi ra, mạnh mẽ cương khí, tạo thành một cỗ tuyệt đối kinh khủng uy áp khí tràng. Không tốt! Cái kia mấy cái đệ tử thấy thế, lập tức hoảng hốt. Bọn hắn muốn nhận kiếm, nhưng đã không còn kịp rồi, từng kiếm một đâm vào Diệp Thần trên thân, nhưng căn bản không phá hết Diệp Thần khí tràng. Diệp Thần thi triển ra bất động long vương chí tôn pháp, khí tràng quá cường đại, toàn thân long hình cương khí bao phủ, như thần như thiên, bá khí phi phàm, chỉ nghe răng rắc một hồi giòn vang, cái kia mấy cái đệ tử đâm tới bội kiếm, toàn bộ bị Diệp Thần long thần cương khí đánh gãy, hóa thành từng khối mảnh vỡ bay bắn đi ra. Thậm chí, có hai cái đệ tử, còn bị phản chiếu trở về mảnh vỡ, quẹt làm bị thương gương mặt, máu tươi chảy ròng, dọa đến bọn hắn sắc mặt tái nhợt. Long Vấn Thiên thấy thế, cười ha ha, nói, như thế nào? Còn cảm thấy luân hồi chi chủ nhỏ yếu sao? Hắn cảm thấy cũng âm thầm tán thưởng, biết Diệp Thần mạnh mẽ, không nghĩ tới thế mà mạnh mẽ đến nước này, chỉ là bất động Long Vương Chí Tôn Pháp khí tràng, liền chặn lại mấy cái kia đệ tử trẻ tuổi vây công. Phải biết, những người kia đều là cửu đỉnh cảnh cường giả, tại Long Thần Thiên Uyên đảo phía trên, cũng là nhất lưu tinh nhuệ tồn tại, nhưng hoàn toàn không đả thương được Diệp Thần một chút. Thậm chí chỉ trong một chiêu, liền bị phản chấn tan tác. Diệp Thần mạnh mẽ, cường đại đến cửu đỉnh cảnh võ giả, ở trước mặt hắn, liền cùng sâu kiến không sai biệt lắm, liền hắn khí chàng đều không chịu nổi, chỉ có cửu đỉnh cảnh đỉnh phong tồn tại, mới có thể miễn cưỡng cùng hắn giao thủ mấy chiêu, nhưng cũng không thể là địch thủ của hắn. Diệp Thần thực lực tổng hợp, đã hoành ép cửu đỉnh cảnh vô địch. Chỉ bất quá, tại không mượn dùng ngoại lực tình huống dưới. Hắn còn không địch lại thông thiên cảnh thần vương. Thông thiên cảnh cùng cửu đỉnh cảnh, thực lực khác biệt trời vực, thông thiên cảnh cường giả, đã có khả năng xưng là thần vương, là chân chính vương giả, vạn người không được một. Hiện tại Diệp Thần thực lực, liền thẻ ở giữa, hoành ép cửu đỉnh cảnh vô địch, lại không cách nào một mình đối kháng thông thiên cảnh tồn tại. Mấy cái kia đệ tử trẻ tuổi, biết Diệp Thần lợi hại, cũng không dám lại có chút khinh thị, nổi lòng tôn kính, dồn dập khom người thi lễ. Luân hồi chi chủ pháp lực vô biên, bội phục bội phục. Đạo chủ, luân hồi chi chủ mạnh mẽ như thế, có lẽ có khả năng mời hắn ra tay, đi đối chiến Tây đảo thiên tài Long Hạo Hiên a. Nếu là thắng Long Hạo Hiên, chúng ta đông đảo thắng được quyết đấu, cũng không cần đầu nhập vào Sâu Uyên ma tộc. Ha ha, Tây đảo bên kia đúng là điên, lại tin tưởng Sâu Uyên ma tộc hứa hẹn, đơn giản không biết sống chết. Diệp Thần nghe cái kia mấy cái đệ tử lời nói. Trong lòng khẽ động, lại là nghi hoặc, hướng Long Vấn Thiên nói, Long Sư Huynh, đây là có chuyện gì? Cái gì đầu nhập vào Sâu Uyên ma tộc? Long Vấn Thiên đôi mắt híp lại, đánh giá Diệp Thần, tựa hồ cũng đang tính toán lấy thực lực của hắn, nghe được hắn hỏi thăm, vừa bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, sư đệ, việc này, nói rất dài dòng. Ta Long Thần Thiên Uyên đảo, phân chia đông đảo cùng tây đảo, ta chẳng qua là đông đảo đảo chủ. Tây đảo bên kia, do sư muội ta Long Tuyết Hiên thống trị. Từ thời đại viễn cổ, sư phụ đúc tinh Long Thần ngã xuống về sau, Long Thần Thiên Uyên đảo vì tránh né hồn thiên đế cùng hồn tộc truy sát, bắt đầu ở chư giới lưu lãng tứ xứ, phiêu lưu chớ định, tháng ngày 10 điểm cơ khổ. Ta tại hơn một vạn năm trước kia khôi phục, liền kêu gọi ta sư muội, bảo nàng mang theo Long Thần Thiên Uyên đảo, tới thương linh dược giới cắm rễ, an định lại, cũng tốt hơn bốn phía phiêu lưu. Thương linh dược giới vị trí che giấu, cắm rễ ở đây, hồn tộc nhất định không thể nhận ra cảm giác. Thời điểm đó thương linh dược giới, còn là sử chỗ phồn hoa, đầy đất đều là chân quý dược liệu,
đủ loại kỳ chân dị bảo, tuy có thiên địa lật đổ lời đồn đại, nhưng ta cũng không có để ở trong lòng, cảm thấy đây chỉ là hư vô mờ mịt truyền thuyết. Nhưng không ngờ, sư muội ta mang theo Long Thần Thiên Uyên Đảo, tại Thương Linh Dược Giới cắm rễ về sau, không bao lâu, cái kia đáng sợ tiên đoán liền ứng nghiệm, thiên địa lật đổ, sâu uyên ma tộc theo chôn xương trong thâm uyên ra tới, bốn phía hỏa loạn. Diệp Thần nói, đây thật là. Long Vấn Thiên nói, ai, sư muội ta thường xuyên oán trách ta, nói ta hại khổ nàng, bây giờ thiên địa lật đổ, nàng muốn mang lấy Long Thần Thiên Uyên Đảo rời đi, lại đi phiêu lưu, cũng là tuyệt đối không thể, đảo bên ngoài hắc vũ đầy trời, như là tận thế, mà lại có sâu uyên ma tộc ngấp nghé, chúng ta có thể tự vệ bất tử, đã là muôn vàn khó khăn. Ta dự định hợp tác với Mộ Táng Cung, đồng mưu đối kháng sâu uyên ma tộc, nhưng sư muội ta không đồng ý. Nói thiên tổ đã sớm giải tán Mộ Táng Cung tổng bộ, Mộ Táng Cung đã bị ném bỏ, khí số đã hết, một khi tranh đấu, khẳng định không địch lại sâu uyên ma tộc. Nàng mong muốn đầu nhập vào sâu uyên ma tộc, bởi vì sâu uyên ma tộc bên kia hứa hẹn, chỉ cần chúng ta chịu đầu nhập vào, liên thủ với bọn họ diệt đi Mộ Táng Cung về sau, bọn hắn có khả năng hướng Diêm Ma Tử Thần xin chỉ thị, nhường Diêm Ma Tử Thần ra tay, tiếp dẫn chúng ta đi tinh không bỉ ngạn. Sư muội ta muốn đi tinh không bỉ ngạn, liền có đầu nhập vào sâu uyên ma tộc tâm tư, nhưng sâu uyên ma tộc hung tàn thô bạo, lại có thể tin tưởng lời hứa của bọn hắn. Diệp Thần nhướng mày, nói, đi tinh không bỉ ngạn, nơi nào có dễ dàng như vậy? Nếu là tinh không bỉ ngạn dễ dàng như vậy liền có thể tiến vào, vậy cái này sâu uyên ma tộc đã sớm đi, còn lưu tại không không lúc nào không làm cái gì? Long Vấn Thiên nói, đúng vậy a, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng sư muội ta lại hết sức cố chấp, nàng khăng khăng nghĩ đầu nhập vào sâu uyên ma tộc, ta cùng nàng tranh luận không dưới, liền quyết định luận võ quyết thắng, đông đảo tây đảo đều phái ra 5 cái thế hệ trẻ tuổi anh tài, lẫn nhau quyết đấu, 5 bàn 3 thắng. Nếu ta đông đảo thắng, liền cùng Mộ Táng Cung hợp tác, nếu là nàng tây đảo thắng được, liền đi đầu quân sâu uyên ma tộc. Bây giờ 5 bàn quyết đấu, đã tỉ thí 4 trận, còn kém cuối cùng 1 trận. Sư muội ta thủ hạ có cái đệ tử thiên tài, gọi Long Hạo Hiên, kiêm tu đúc tinh long thần cùng tinh đạo long nữ pháp môn, thần thông hết sức lợi hại, ta đông đảo bên này, lại không người có thể chống lại. Đằng trước 4 trận đấu, đông đảo tây đảo 2 thắng 2 thua, không chia làm bại, cuối cùng này một trận chính là then chốt chỗ, ta đã trì hoãn rất lâu, từ đầu đến cuối không có ứng chiến, bởi vì quả thực tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Một khi thua, Diệp Thần nói, liền muốn đi đầu quân sâu uyên ma tộc. Long Vấn Thiên nói, đúng vậy, ta cùng sư muội hút huyết vì thề, dùng luận võ kết quả làm chuẩn, hai bên không được vi phạm, một khi ta đông đảo thua, ta coi như không tình nguyện, cũng nhất định phải thực hiện lời hứa. Diệp Thần cau mày nói, trận đấu này, đích thật là cực kỳ trọng yếu, Long sư huynh, vậy là ngươi muốn gọi ta ra tay. Long Vấn Thiên có chút chần chờ, nói, sư đệ, ngươi thần thông cường hãn. Quét ngang cửu đỉnh cảnh vô địch, nhưng tây đảo vị thiên tài kia Long Hạo Hiên, hắn đã là nửa bước thông thiên cảnh, ngươi chưa chắc là địch thủ của hắn. Diệp Thần nói, nửa bước thông thiên cảnh sao? Long Vấn Thiên nói, đúng vậy, cái kia Long Hạo Hiên, có thể nói là ta Long Thần Thiên Uyên đảo phía trên, chói mắt nhất thiên tài. Ngươi khả năng cũng đánh không lại hắn. Diệp Thần trong lòng cảm giác nặng nề, dùng hắn thực lực hôm nay, hoành ép cửu đỉnh cảnh vô địch. Nhưng đối phó với thông thiên cảnh thần vương, đích thật là có chút gian nan. Bất quá, nếu như chẳng qua là nửa bước thông thiên cảnh, chưa hẳn không có một trận chiến cơ hội. Đảo chủ, gọi luân hồi chi chủ ra tay, chẳng thà để cho ta đi. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, chỉ thấy một cái phong thần tuấn lãng, sinh ra long giác nam tử trẻ tuổi, từ đằng xa nhanh chân đi đến, xem hắn khí tức, đã là cửu đỉnh cảnh đỉnh phong. Long hỏi thiên mục quang chìm xuống, nói, Đạp Vân, không thể không lễ. Hướng Diệp Thần nói, là đệ tử của ta, gọi Long Đạp Vân. Nam tử trẻ tuổi kia Long Đạp Vân, đi đến Diệp Thần trước mặt, không mặn không nhạt chắp tay một cái, nói tại hạ Long Đạp Vân, lâu nghe luân hồi chi chủ đại danh, hữu lễ. Diệp Thần nói, hạnh ngộ. Long Đạp Vân nói, đúc tinh Long Thần sư tổ ba đại tuyệt học, không biết luân hồi chi chủ học được nhiều ít. Diệp Thần nói, đã học được thiên làm thịt đúc tinh thuật cùng bất động Long Vương Chí Tôn Pháp. Long Đạp Vân giễu cợt một thoáng, nói, hạch tâm nhất thiên quỹ Pháp nghi kiếm, người còn không có học được. Diệp Thần nói, chưa từng tiếp xúc qua.
Đúc tinh long thần ba đại tuyệt học, dùng thiên quỹ pháp nghi kiếm cường hãn nhất, đại biểu cho trật tự cùng nghi quỹ hạch tâm, nhất kiếm ra, đại trật tự mãnh liệt, có thể nhường hỗn loạn vũ trụ, đóng đô xây tự, xác lập quỹ tích của ngôi sao, hết sức lợi hại. Truyền thuyết một kiếm này trấn áp oai, cũng là vô cùng hung mãnh, có thể trấn thiên đế, bất quá Diệp Thần chưa có tiếp xúc qua. Long Đạp Vân cười ha ha, hướng Long Vấn Thiên nói, đạo chủ, hắn liền thiên quỹ pháp nghi kiếm đều không học qua, làm sao có thể là Long Hạo Hiên địch thủ. Tại ta Long Thần Thiên Uyên đảo bên trên, chỉ có sư tổ gia thần thông tuyệt học, mới có thể rực rỡ hào quang, mặt khác bàng môn tà đạo, có thể không có gì trọng dụng. Long Vấn Thiên nói, luân hồi chi chủ thần thông quảng đại, hắn đạo học, cũng không phải cái gì bàng môn tà đạo. Mà lại, luân hồi thiên phú chắc tuyệt, người tin hay không hắn hiện trường liền có thể học được thiên quỹ pháp nghi kiếm. Long Đạp Vân cười nhạo nói, thiên quỹ pháp nghi kiếm bác đại tinh thâm, như thế nào một sớm một chiều có thể nắm giữ. Long Vấn Thiên nói, nếu ngươi không tin, cái kia lập tức liền thử một chút. Hắn đối Diệp Thần thực lực cùng thiên phú, có to lớn lòng tin, liền hướng Diệp Thần nói, sư đệ, ngươi có thể có hứng thú, hiện trường tu tập thiên quỹ pháp nghi kiếm. Diệp Thần tầm mắt hơi sáng, ồ một tiếng, nói, sư huynh, ta cũng có thể học thiên quỹ pháp nghi kiếm sao? Hắn biết thiên quỹ pháp nghi kiếm, là đúc tinh long thần trọng yếu nhất thần thông, có thể xưng bản mệnh tồn tại, năm đó tinh đạo long nữ, có thể ăn cắp thiên làm thịt đúc tinh thuật cùng bất động long vương chí tôn pháp, nhưng vô pháp trộm được thiên quỹ pháp nghi kiếm, bởi vì cái kia môn thần thông thái ẩn bí. Nói như vậy, chỉ có đúc tinh long thần hậu duệ mới có thể tu luyện, Diệp Thần không có đúc tinh long tộc huyết mạch, hắn sợ chính mình luyện không được. Long Vấn Thiên nói, dĩ nhiên có khả năng. Ta tin tưởng thiên phú của ngươi, ngươi thăm sư phụ một chút pho tượng. Chỉ trên quảng trường, đúc tinh long thần tượng đá. Diệp Thần nhìn kỹ hướng cái kia tượng đá, liền nhìn ra một điểm mánh khóe, chỉ thấy tượng đá trên vảy rồng mặt, tựa hồ tuyên khắc lấy từng đạo thật nhỏ ký tự, những chữ này phù liền dâng lên, giống như liền là một môn tuyệt thế thần thông. Long Vấn Thiên nói, ta đã đem thiên quỹ pháp nghi kiếm huyền bí, khắc tại long lân phía trên. Năm đó sư phụ ngã xuống. Thế gian biết thiên quỹ pháp nghi kiếm chân truyền người, chỉ còn lại có một mình ta. Chính là bởi vì ta nắm giữ lấy thiên quỹ pháp nghi kiếm, sư muội ta mới bằng lòng tới đầu nhập vào ta, đây là sư phụ trọng yếu nhất bản mệnh thần thông, uy lực to lớn, có tiểu pháp kiếm, đại pháp kiếm, thiên pháp kiếm tam tầng cảnh giới. Tây đảo bên kia thiên tài Long Hạo Hiên, đã luyện đến thiên pháp kiếm cảnh giới, thực sự khó đối phó. Tầm mắt lườm liếc Long Đạp Vân, ta cái này đệ tử. Chỉ là vừa mới sờ đến tiểu pháp kiếm cánh cửa, so với Long Hạo Hiên kém xa. Nghe vậy, Long Đạp Vân vẻ mặt lập tức đỏ lên, nói, đạo chủ, nếu ta xuất chiến, ta có thể tự bạo bại địch. Lấy cái chết của ta, vì chúng ta đông đảo đổi lấy thắng lợi. Lại liếc qua Diệp Thần, luân hồi chi chủ có hy sinh giác ngộ sao? Hắn tự biết Tây đảo thiên tài Long Hạo Hiên, thần thông kiếm pháp cường hãn, thiên quỹ pháp nghi kiếm đã tu luyện tới thiên pháp kiếm mức độ. Chính mình trăm triệu không phải địch thủ. Nhưng, hắn như thốt nhiên tự bạo, đối phương nhất định không kịp phản ứng, kể từ đó, thắng lợi sau cùng liền thuộc về đông đảo, cũng sẽ không cần đi đầu quân sâu uyên ma tộc, tranh ăn với hổ. Đạp Vân huynh rất không cần phải như thế, ta có khả năng xuất chiến, ngươi cũng không cần hy sinh. Diệp Thần từ tốn nói, tầm mắt nhìn đúc tinh long thần pho tượng, cảm ngộ trên vảy rồng mặt khác kiếm pháp áo nghĩa. Long Đạp Vân nói, hừ. Người trước trình học xong thiên quỹ pháp nghi kiếm lại nói. Diệp Thần đem trên vảy rồng khắc kiếm pháp áo nghĩa, quan sát một lần, trong lòng liền có minh ngộ, trước mắt phảng phất thấy được một màn kỳ cảnh, hỗn độn tinh không vô tự, một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, bổ ra hỗn độn, nhường tinh nguyệt từ đó có trật tự quỹ tích, đây chính là thiên quỹ pháp nghi kiếm huyền bí. Lúc trước đúc tinh long thần, đúc tạo ra được mảnh lớn mảnh nhỏ vô ngần tinh không mênh mông, nhưng ban đầu đúc tạo nên tinh không. Đều là 10 điểm hỗn loạn, hắn liền lại sáng tạo thiên quỹ pháp nghi kiếm, dùng kiếm đạo đóng đô trật tự. Diệp Thần có thiên làm thịt đúc tinh thuật cùng bất động long vương chí tôn pháp nội tình, lại đi học thiên quỹ pháp nghi kiếm, liền thấy vô cùng dễ dàng, chỉ xem ma liếc mắt, đã lớn khái lĩnh ngộ môn này kiếm pháp chân tủy. Hắn liền nhìn xem Long Đạp Vân, bình tĩnh nói, ngày này quỹ pháp nghi kiếm, ta đã học được, Đạp Vân huynh là muốn thử kiếm sao? Nghe vậy. Long Đạp Vân ngẩn ngơ, nói, không có khả năng. Liền này thời gian nháy mắt, ngươi liền học được môn này kiếm pháp, lừa gạt quỷ đâu.
Quảng trường bên trên rất nhiều đệ tử, cũng là kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần. Một bên Long Vấn Thiên, lông mày cũng là nhăn lại, hắn tin tưởng Diệp Thần thiên phú chắc tuyệt, nhưng cũng không thể tin được tại đây trong nháy mắt, Diệp Thần đã học thành thiên quỹ pháp nghi kiếm. Vậy liền đến thử xem đi. Diệp Thần tay cầm hư không vừa nắm, ngưng khí hóa kiếm. Hắn cũng không có sử dụng tiểu đạo thiên kiếm, không phải cũng quá khi dễ người, một thanh phổ thông chi kiếm, đã đủ rồi. Long Đạp Vân nhìn xem Diệp Thần khí định thần nhàn bộ dáng, cảm thấy cũng có chút lo sợ bất an, nhưng cũng không thể tin được, Diệp Thần có thể nhanh như vậy học thành thiên quỹ pháp nghi kiếm. Hắn liền keng một tiếng, rút ra bên hông bội kiếm, nói. Tốt, luân hồi chi chủ, ta tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Tiếng nói vừa ra, Long Đạp Vân nhất kiếm cuồng đâm mà ra, trực tiếp liền bộc phát ra thiên quỹ pháp nghi kiếm, cửu đỉnh cảnh linh khí điên cuồng nở rộ, trên thân thể pháp tắc phù văn lấp lánh, nhất kiếm ra, kiếm quang mãnh liệt, tựa như một mảnh sao băng lớn rơi, lại dẫn đóng đô tinh không trật tự thần uy, vô cùng mạnh mẽ. Diệp Thần cười một tiếng, cũng là trở tay nhất kiếm đâm ra, kiếm chiêu quỹ tích cùng Long Đạp Vân giống như đúc, cũng là một chiêu thiên quỹ pháp nghi kiếm. Ong ong ong. Nhưng, Diệp Thần kiếm thế, so với Long Đạp Vân hung mãnh nhiều lắm, thân kiếm điên cuồng vù vù lấy, đại trật tự pháp tắc như thần liên bạo rơi, có đế hoàng bá khí, chúa tể thiên hạ, đóng đầu vạn giới, quét ngang vũ trụ đại khí phách, thân kiếm bên trên thậm chí tuôn ra long hình cương khí, thần long ngửa mặt lên trời gào thét, hoành ép thương khung, chính là đại pháp kiếm khí tượng. Thiên quỹ pháp nghi kiếm, có thể luyện đến bùng nổ long hình cương khí mức độ, liền là bước vào đại pháp kiếm cảnh giới. Diệp Thần vừa mới quan sát thiên quỹ pháp nghi kiếm, trong nháy mắt, liền đã bước vào đại pháp kiếm cảnh giới, mà Long Đạp Vân, hắn chẳng qua là miễn cưỡng sờ đến tiểu pháp kiếm cánh cửa, luận kiếm đạo khí tượng, tuyệt đối không thể cùng Diệp Thần so sánh, như mục nát thảo huỳnh quang, thiên tâm trăng sáng. Cong, răng rắc, song kiếm giao kích, Diệp Thần chỉ nhất kiếm, liền làm vỡ nát Long Đạp Vân bội kiếm. Cuồng bạo hung mãnh thể kiếm khí, như bão táp gào thét. Đem Long Đạp Vân chấn đến liên tiếp lui về phía sau, thổi phù một tiếng, tại chỗ liền thổ huyết, gương mặt hoàn toàn trắng bệch. Đạp Vân sư huynh, quảng trường bên trên rất nhiều đệ tử, hoảng vội vàng đi tới vịn Long Đạp Vân. Long Đạp Vân mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng kinh ngạc, không thể tin nhìn xem Diệp Thần, toàn thân đều đang phát run, nói, ngươi. Ngươi trước kia luyện qua thiên quỹ pháp nghi kiếm. Diệp Thần tản mất trong tay khí kiếm. Nói, không có, chỉ là vừa mới lĩnh ngộ. Long Đạp Vân sợ hãi nói, điều đó không có khả năng. Ngươi vừa mới lĩnh ngộ, liền bước vào đại pháp kiếm cảnh giới, đây tuyệt đối không có khả năng. Diệp Thần lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi không tin cũng không sao, thiên phú của ta, không phải ngươi có thể hiểu. Long Đạp Vân ngốc ngốc xuất thần, triệt để bối rối, lại nhìn Diệp Thần thời điểm, liền cảm thấy mình phảng phất tại ngước nhìn một tòa vĩnh viễn không có khả năng leo núi cao. Long Vấn Thiên cười ha ha, vỗ tay tán thán nói tốt, rất tốt. Sư đệ, ta hôm nay xem như mở mắt. Hắn mở cờ trong bụng, thấy Diệp Thần kiếm pháp như thế cường hãn, nghĩ đến Diệp Thần có lẽ thật là có bản lĩnh, có thể đối kháng Tây đảo bên kia thiên tài Long Hạo Hiên. Sư đệ, cái kia Đông đảo cùng Tây đảo cuối cùng một trận quyết chiến, liền từ ngươi bỏ ra chiến. Diệp Thần gật đầu nói, có khả năng. Long Vấn Thiên nhìn về phía Long Đạp Vân. Nói, Đạp Vân, ngươi có thể có ý kiến. Long Đạp Vân vẻ mặt hốt hoảng, không nói gì với nhau. Long Vấn Thiên liền nói với Diệp Thần, sư đệ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta cùng Tây đảo bên kia ước cái thời gian, đại khái là 3 ngày sau quyết chiến. Diệp Thần nói, được. Thương nghị cố định, Long Vấn Thiên liền tại Đông đảo phía trên, vẽ một chỗ động thiên tiên sơn, tặng cho Diệp Thần làm vĩnh cửu chỗ ở. Diệp Thần cũng xem như đúc tinh Long Thần đệ tử, cho nên hắn có tư cách vĩnh cửu ở tại Long Thần Thiên Uyên đảo phía trên. Diệp Thần đi vào chỗ kia động thiên tiên sơn, chỉ thấy Long Vấn Thiên vô cùng thân mật, tại trên vách núi tuyên khắc bên trên luân hồi phong tam chữ, dùng phù hợp Diệp Thần luân hồi trật tự. Diệp Thần nhanh chân lên núi, chỉ cảm thấy trên núi linh khí tràn đầy, đích thật là một khối động thiên phúc địa. Long Vấn Thiên lại an bài một chút tạp dịch đệ tử, cho Diệp Thần kém dùng. Bất quá toàn bộ bị Diệp Thần lui. Ca ca, nơi này linh khí nồng đậm, thiên cơ lại ẩn nấp, hết sức thích hợp an trí luân hồi sách a. Tinh không đạo thư bên trong, ngôi sao nhỏ nhìn thấy luân hồi phong bên trên cảnh tượng,
trong lòng một hồi mừng rỡ. Long thần Thiên Uyên đảo chỗ thương linh dược giới, vị trí vô cùng ẩn nấp, bên ngoài rất nhiều thế lực đều không thể tìm kiếm, tại đây bên trong rèn đúc luân hồi sách, đương nhiên sẽ không để người chú ý. Mà nơi đây luân hồi phong, linh khí lại đầy đủ nồng đậm, đối ngôi sao nhỏ tới nói, không thể nghi ngờ là một khối cực thích hợp chế tạo luân hồi sách động thiên phúc địa. Diệp thần trong lòng khẽ động, nói, đừng nóng vội, nhìn một chút tình huống lại nói, ta vẫn phải bố trí một thoáng. Tới ban đêm, Long Vấn Thiên sai người đưa tới một chút dược liệu, nói là thương linh dược giới ngày xưa đặc sản. Tại thiên địa lật đổ trước đó, Long Vấn Thiên liền đào được không ít dược liệu hạt giống, cấy ghép đến Long Thần Thiên Uyên đảo phía trên, cho nên mặc dù bây giờ thương linh dược giới bị hắc ám bao phủ, nhưng ở Long Thần Thiên Uyên đảo phía trên, vẫn có không ít chân quý dược liệu tồn tại. Những dược liệu này, thậm chí có thể nói là sinh ra từ thế giới bên ngoài dược liệu, linh khí vô cùng dồi dào, với thân thể người tu vi tăng thêm to lớn. Diệp thần cũng không vội lấy dùng dược liệu, mà là tiên sứ cái độn địa pháp, tiến vào nhập luân hồi phong lòng đất, chuẩn bị an trí luân hồi sách. Hắn trong lòng đất hạ tu trúc một cái tế đàn, lại chế tạo một tòa tòa trận pháp, tụ linh trận, truyền tống trận, già thiên trận, cách âm trận các loại, lại gọi ra luân hồi sách, đặt tại trên tế đàn. Lúc này khoảng cách tinh không tranh bá thi đấu kết thúc, đã có một quãng thời gian, luân hồi sách tiêu hao hết năng lượng, cũng dần dần khôi phục, nguyên bản ảm đạm thư quyển, dần dần khôi phục thần quang. Ngôi sao nhỏ hiện thân ra tới, nhìn xem Diệp thần bố trí, vui vẻ nói, ca ca, ta đây sau này sẽ là tại đây bên trong chế tạo luân hồi sách sao? Khí tức của nàng, đã cùng luân hồi sách tương liên, chế tạo luân hồi sách đối với nàng mà nói, là vô cùng chuyện trọng yếu. Nếu như có thể chế tạo lớn mạnh, nàng cũng có thể đi theo mạnh lên. Diệp thần vuốt vuốt ngôi sao nhỏ đầu, nói, đừng quá gấp, từ từ sẽ đến, bên ngoài hắc vũ đầy trời, một mảnh tận thế cảnh tượng, một khi Long Thần Thiên Uyên đảo bị ăn mòn, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Người có khả năng tại đây bên trong chế tạo luân hồi sách, nhưng nhất định phải cẩn thận, ta chuẩn bị cho ngươi truyền tống trận, nếu như ngươi gặp được nguy hiểm gì, liền lập tức rời đi, truyền về luân hồi tinh giới. Ngôi sao ngoặc nhỏ gật đầu nói, ca ca, ta biết rồi. Diệp thần cười cười, nói, rất tốt, cái kia chế tạo luân hồi sách, liền nhờ ngươi, ngôi sao nhỏ. Diệp thần còn cần tu luyện, không ngừng lịch luyện xông xáo, tự nhiên là không thể an ổn lưu lại chế tạo luân hồi sách, chỉ có thể dựa vào ngôi sao nhỏ. Ngôi sao nhỏ nói, ca ca, yên tâm đi, chế tạo luân hồi sách, liền giao cho ta. Diệp thần nói, tốt, đa tạ. An trí luân hồi sách sự tình, sơ bộ giải quyết, Diệp thần trong lòng cũng là buông lỏng không ít, theo trong lòng đất ra tới, lại về đến phòng bên trong, lúc này thiên đô sắp sáng. Diệp thần xuất ra Long Vấn Thiên cho hắn dược liệu, lại lấy ra đạo thiên sơn hà lô, trực tiếp luyện chế dược liệu, chế thành từng khỏa đan dược, hướng ăn kẹo viên một mạch toàn bộ ăn hết. Hắn từ liệu thể chất mạnh mẽ, cho nên không gì kiêng kỵ. Đại lượng đan dược nuốt vào bụng. Diệp thần liền thấy một cỗ nhiệt hỏa đang thiêu đốt, dư thừa dược lực giống như là núi lửa phun trào, cấp tốc bao phủ toàn thân. Này thương linh dược giới dược liệu, quả nhiên không phải tầm thường a. Diệp thần toàn thân nóng hừng hực, trong lòng đang cảm thán, bình thường tới nói, hắn mong muốn tăng tiến tu vi, cần dựa vào đại cơ duyên, dựa vào cắn thuốc tăng lên, cơ hồ không có khả năng. Nhưng bây giờ, phục dụng thương linh dược giới dược liệu luyện chế đan dược, Diệp thần liền thấy toàn thân linh khí như sóng như nước thủy triều lao nhanh, cuồn cuộn mãnh liệt. Ước chừng nhỏ nửa ngày thời gian, hắn tiêu hóa hết dược lực về sau, tự thân tu vi, liền theo thiên nguyên cảnh 5 tầng trời cao giai, đột phá đến đỉnh phong mức độ, khoảng cách 6 tầng trời cũng bất quá là cách xa một bước. Đan dược này, trực tiếp khiến cho hắn tấn thăng, có thể nghĩ, dược lực có hung mãnh cỡ nào. Diệp thần lại hỏi Long Vấn Thiên muốn một chút dược liệu, tiếp tục luyện đan dùng. Trong cơ thể linh khí tích xúc ấp ủ, dần dần hướng về 6 tầng trời rảo bước tiến lên. Mà Long Vấn Thiên, cũng cho Diệp Thần xác định quyết chiến thắng ngày, ngay tại 2 ngày sau đó. Diệp Thần đối thủ, là Tây Đảo Thiên Tài Long Hạo Hiên, thân kiêm đúc tinh Long Thần cùng tinh đạo Long Nữ tuyệt học, lại là nửa bước thông thiên cảnh cường giả, vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối khó đối phó. Bất quá, Diệp Thần cũng không có lo lắng quá mức, hắn đối với mình thực lực, vẫn rất có tự tin. Coi như đối mặt nửa bước thông thiên cảnh cường giả, hắn chí ít có thể dùng duy trì bất bại. Mà lại, hắn còn có luân hồi mộ địa lá bài tẩy này, lúc khi tối hậu trọng yếu,
mượn dùng luân hồi đại năng lực lượng, cũng có thể thủ thắng. Đương nhiên, làm như vậy, thì tương đương với gian lận, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần sẽ không như thế, miễn cho đạo tâm tăng thêm ma chướng. Luận võ quyết đấu cùng sinh tử chi chiến, chung quy là khác biệt. Này hai ngày thời gian, Diệp Thần liền phỏng đoán thiên quỹ pháp nghi kiếm huyền bí, còn có giả ly sư thái truyền cho hắn đại thiên thần diệt trường, cũng là cẩn thận phỏng đoán cảm ngộ. Rất nhanh, hai ngày thời gian, vội vàng đi qua, quyết đấu tháng ngày đến. Một ngày này, tại Long Vấn Thiên dẫn đầu dưới, đông đảo đội ngũ trùng trùng điệp điệp, đi tới Tây Đảo, chuẩn bị tham gia cuối cùng này một trận quyết đấu. Này cuối cùng quyết chiến, tại Tây Đảo bên này cử hành. Diệp Thần cùng Long Vấn Thiên sóng vai mà đi, rất nhanh liền đi vào Tây Đảo Long Hồ Cung. Long Hồ Cung, chính là Tây Đảo Sơn Môn chỗ, cung điện quần thể kiến trúc trước khi hồ xây lên, đá xanh bạch ngọc, xưa cũ trang nhã, phản chiếu mặt hồ, như thơ như họa. Đại điện trên mái hiên điêu long đồ án, long đầu nhìn lên, đuôi rồng vào nước, cảnh tượng 10 điểm khí phái. Đã từng tinh đạo long nữ còn sót lại hậu duệ, bái nhập long thần Thiên Uyên đảo, bình thường là tại Tây đảo ở lại, bọn hắn đem tinh đạo long nữ rất nhiều chân truyền bí pháp, cũng mang đi qua, ở trên đảo truyền ra. Bất quá, chỉ là đúc tinh long thần lưu lại pháp môn, liền cuồn cuộn uyên thâm, phổ thông đệ tử lĩnh hội vạn thế đều không thể toàn bộ lĩnh ngộ. Lại nghĩ bớt thời gian đi học tinh đạo long nữ bí pháp, vậy liền muôn vàn khó khăn. Vì vậy, tại Long Thần Thiên Uyên đảo bên trên, có thể kiêm tu đúc tinh long thần cùng tinh đạo long nữ tuyệt học người, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Diệp Thần đi vào Tây đảo Long Hồ Cung, chỉ thấy Long Hồ Cung trên quảng trường, đã có thật nhiều người đang đợi, trong đó có thật nhiều tinh đạo long nữ hậu nhân. Một người cầm đầu, là cái tóc bạc long nữ. Mái tóc dài màu bạc rủ xuống đến bên hông, mềm mại như thác nước, da thịt tuyết trắng đến cơ hồ tái nhợt, dung mạo cực đẹp, chẳng qua là hai đầu lông mày mang theo một vệt uy nghiêm cao cao tại thượng, dậy người không dám nhìn thẳng. Long Vấn Thiên cười ha ha, hướng cái kia tóc bạc long nữ chắp tay nói, Tuyết Hiên sư muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cái kia tóc bạc long nữ chính là Tây Đảo đảo chủ, Long Tuyết Hiên, năm đó cũng là đúc tinh long thần đệ tử. Bất quá cũng không phải là chân truyền, không thể kế thừa thiên quỹ pháp nghi kiếm huyền bí, chỉ có Long Vấn Thiên kế thừa. Cho nên, tại Long Vấn Thiên phát ra triệu hoán, kêu gọi nàng tới thương linh dược giới về sau, nàng liền lập tức mang theo toàn bộ Long Thần Thiên Uyên đảo, đều đồn trú tiến đến. Chỉ bất quá, thương linh dược giới đại tai biến bùng nổ, thiên địa lật đổ, lúc này nàng lại muốn đi ra ngoài, đã nhất định không khả năng. Trong nội tâm nàng duy nhất hy vọng, chính là đầu nhập vào sâu uyên ma tộc, chờ tiêu diệt mộ táng cung sau, có thể đạt được diêm ma tử thần tiếp dẫn, đi hướng tinh không bỉ ngạn, như thế có thể được hưởng cực lạc. Long Tuyết Hiên nhìn một chút Long Vấn Thiên, lại nhìn một chút Diệp Thần, hé miệng cười cười, nói, hỏi Thiên Sư Huynh, ngươi mời tốt giúp đỡ a, luân hồi chi chủ, tại bên ngoài danh hiệu có thể vang dội cực kỳ, ta nghe nói hắn thậm chí sáng tạo ra có thể so với thiên đạo vĩ đại kỳ quan, kêu cái gì đạo thiên kiếm tới. Nhưng chỉ sợ tại chúng ta Long Thần Thiên Uyên đảo trên địa bàn, này đạo thiên kiếm là không thả ra được. Long Thần Thiên Uyên đảo có đúc tinh Long Thần còn sót lại ý chí bao phủ, ở cái địa phương này, thi triển Long Đạo Thần Thông, có thể đạt được to lớn tăng thêm, nhưng thần thông khác thuật pháp, liền sẽ bị hạn chế, 10 thành uy lực khả năng chỉ có thể phát huy ra không đến 5 thành. Tại đây hạn chế phía dưới, Diệp Thần vĩ đại kỳ quan, khẳng định là triệu hoán không ra ngoài. Tây đảo bên này rất nhiều đệ tử, thấy Diệp Thần tu vi chẳng qua là thiên nguyên cảnh 5 tầng trời, tầm mắt không khỏi lộ ra một vệt khinh miệt, thấp giọng nói nhỏ. Cái này là đại danh đỉnh đỉnh luân hồi chi chủ, làm sao tu vi nhỏ yếu như vậy? Nếu là cùng Long Hạo Hiên sư huynh đánh lên đến, hắn sợ là một chiêu liền bị miểu sát đi. Luân hồi chi chủ tại bên ngoài kinh thiên động địa, ta xem hơn phân nửa là Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ công lao, chính hắn lại là thường thường không có gì lạ. Long Vấn Thiên nghe được Long Tuyết Hiên, còn có cái kia rất nhiều nói nhỏ âm thanh, cười nhạt một cái nói, sư muội, lời ong tiếng ve liền không nói, trực tiếp bắt đầu giao đấu đi. Long Tuyết Hiên khẽ gật đầu, nói cái kia rất tốt, Hạo Hiên, ngươi ra tới, lĩnh giáo một chút luân hồi chi chủ cao chiêu. Phía sau nàng trong đám đệ tử, đi ra một cái thiếu niên áo trắng, hướng Diệp Thần chắp tay, nói tại hạ Long Hạo Hiên, gặp qua luân hồi chi chủ, mời. Diệp Thần tầm mắt khẽ động, chỉ thấy Long Hạo Hiên nhìn từ bề ngoài,
cũng là thường thường không có gì lạ dáng vẻ, thực sự nhìn không ra hắn đúng là nửa bước thông thiên cảnh cường giả. Thỉnh! Diệp Thần âm thầm lưu tâm, ôm quyền hoàn lễ. Đông đảo Tây đảo hai bên đệ tử, các lùi về sau, vì hai người nhường ra đầy đủ địa phương. Long Hồ Cung quảng trường bên trên, Diệp Thần liền cùng Long Hạo Hiên một trái một phải đứng đấy, hai bên khí thức thoạt nhìn đều 10 điểm ôn hòa, quảng trường này chính là hai người sân đấu võ. Long Vấn Thiên cùng Long Tuyết Hiên thì riêng phần mình ngồi tại một tấm trên ghế bành, hai người thần sắc đều là lạnh nhạt tự tin, phảng phất nhận định thắng lợi thuộc tại phía bên mình. Luân hồi chi chủ, người tu vi yếu tại ta, người xuất chiêu trước đi. Long Hạo Hiên cũng là 10 điểm khách khí, nói ra. Ta đây liền từ chối thì bất kính. Diệp Thần cười cười, tầm mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, vụt một tiếng, tế ra tiểu đạo thiên kiếm. Ông! Tiểu đạo thiên kiếm tế ra, lập tức, phong duệ kiếm quang bén nhọn, phóng lên tận trời, chiếu rọi thiên vũ, lãnh xâm xâm kiếm khí lạnh lẽo, khiến cho người dùng mình, phảng phất toàn thân đã bị kiếm khí rào cắt tới đập tan. Đông đảo Tây đảo hai bên đệ tử, nhìn thấy Diệp Thần binh khí phong mang, đều là giận nảy cả mình. Đông đảo bên này, trước đây cùng Diệp Thần giao thủ qua Long Đạp Vân, âm thầm chảy ra mồ hôi lạnh, nghĩ thầm tốt binh khí sắc bén. Chỉ sợ so trong truyền thuyết thiên tội cổ kiếm, còn muốn sắc bén hung mãnh. Nếu là trước mấy ngày hắn vận dụng này kiếm, ta đâu có mệnh tại. Diệp Thần cầm kiếm nơi tay, nhìn chăm chú Long Hạo Hiên, nói, Hạo Hiên huynh, cẩn thận. Thiên quỹ pháp nghi kiếm. Diệp Thần nhất kiếm cuồng chảm mà ra, cũng không nói nhảm, trực tiếp liền vận dụng đúc tinh long thần mạnh nhất thần thông, thiên quỹ pháp nghi kiếm, nhất kiếm ra, oanh một tiếng. Một đạo sáng chói như ngân hà kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xẹt qua Long Hạo Hiên trước người, kiếm khí như rồng, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng. Long Hạo Hiên ánh mắt lẫm liệt, thân hình cấp tốc lui lại, nghĩ thầm, binh khí này cũng là lợi hại. Hắn thấy Diệp Thần thiên quỹ pháp nghi kiếm, kiếm pháp đại khái là tu luyện tới đại pháp kiếm cảnh giới, so ra kém hắn thiên pháp kiếm lợi hại, nhưng bởi vì binh khí phong mang quá mức lăng lệ. Toàn thể lực sát thương lại là mảy may không thể khinh thường. Thiên quỹ pháp dụng cụ, thiên pháp kiếm. Long Hạo Hiên không dám chậm trễ chút nào, lập tức cũng là rút kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm ra, khí thế của hắn đột nhiên biến hóa, vừa mới vẫn là thường thường không có gì lạ bộ dáng, nhưng nhất kiếm rút ra về sau, hắn liền phảng phất hóa thân thành tuyệt thế kiếm thần, nhất kiếm đâm ra, kiếm quang run run, tạo thành một tầng đáng sợ kiếm võng, có lồng che chư thiên tinh nguyệt lớn uy thế. Diệp Thần thiên quỹ pháp nghi kiếm oanh kích tới, cùng Long Hạo Hiên trường kiếm đụng vào nhau, phát ra từng đợt đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền. Hai người toàn lực tương bác, thi triển kiếm chiêu, cũng đều là thiên quỹ pháp nghi kiếm. Mỗi một kích, đều giống như thiên băng địa liệt, làm cho cả hòn đảo đều không ngừng run rẩy, lại như sóng lớn phong ba, làm cho tất cả mọi người đều cảm xúc sục sôi. Tất cả mọi người bị trận chiến đấu này rung động, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Diệp Thần cùng Long Hạo Hiên chiến đấu, vậy mà lại kịch liệt như thế cùng khủng bố. Này luân hồi chi chủ, không quan trọng thiên nguyên cảnh 5 tầng trời, uy thế cư nhiên như thế mãnh liệt. Long Tuyết Hiên lộ ra một vệt nồng đậm vẻ khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới Diệp Thần thế mà có thể có cùng Long Hạo Hiên chính diện chiến đấu thực lực, xem Diệp Thần cái kia như thế hung hãn khí thế, cũng không phải đơn thuần dựa vào binh khí liền có thể bộc phát ra, tự thân nội tình cũng là 10 điểm thâm hậu. Luân hồi chi chủ, hảo kiếm pháp, hảo khí thế. Bất quá, ta nếu như ra một chiêu này, không biết các hạ lại ứng đối ra sao. Long Hạo Hiên tầm mắt lóe sáng, cũng là bị Diệp Thần kiếm thế chỗ chấn động, bất quá trong mắt của hắn vẻ mặt, càng nhiều là tán thưởng cùng nóng bỏng, như là kỳ phùng địch thủ. Diệp Thần gặp hắn tại chiến đấu kịch liệt bên trong, còn có dỗi dãnh nói chuyện, trong lòng biết đối phương nội tình cũng là 10 điểm hùng hồn, nói cái chiêu gì. Long Hạo Hiên cười nói, trộm tinh đại pháp. Tay phải hắn bỗng nhiên mang kiếm thu hồi, tay trái tựa như tia chớp tật tập mà ra, cầm lấy Diệp Thần thủ đoạn mạch môn, đúng là muốn thi triển trộm tinh đại pháp, muốn hút ánh sáng ép khô Diệp Thần linh khí. Này trộm tinh đại pháp là tinh đạo Long Nữ bí pháp, thi triển lúc thường thường 10 điểm che giấu, giáo kẻ địch không thể nào phát giác, nhưng Long Hạo Hiên đường đường chính chính sử dụng ra, là biểu thị chính mình tu vi cao hơn Diệp Thần, cho nên trước đó cảnh báo. Không chiếm tiện nghi. Diệp Thần nhìn thấy Long Hạo Hiên tay trái tật tập tới, mảy may không hoảng hốt, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, nói, này trộm tinh đại pháp, ta cũng biết.
hắn tay trái đi theo giết ra, cùng Long Hạo Hiên tay cầm đột nhiên chạm vào nhau tướng bắt được cùng một chỗ, hai bên 10 ngón khấu chặt, đồng thời thi triển ra trộm tinh đại pháp. Ông, một cỗ hung mãnh khí tràng, ngay tại giữa hai người bùng nổ, đúng là thế lực ngang nhau, không ai nhường ai. Long Hạo Hiên biến sắc, hắn vốn định đánh cắp Diệp Thần linh khí, nhưng phát hiện Diệp Thần cũng thi triển ra trộm tinh đại pháp, nghĩ trái lại hấp thu hắn linh khí. Hai cỗ lực lượng, ngay tại hai người trong bàn tay giằng co xuống tới, trong lúc nhất thời, đúng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Diệp Thần cùng Long Hạo Hiên thân thể, cũng trong nháy mắt như pho tượng đứng ở tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Đông đảo Tây đảo hai bên đệ tử, vô cùng kinh ngạc nhìn một màn này. Này luân hồi chi chủ, làm sao liền tinh đạo long nữ thuật pháp cũng sẽ. Hắn trộm tinh đại pháp tạo nghệ, tựa hồ không kém Long Hạo Hiên. Rất nhiều thanh âm kinh ngạc vang lên, Long Hạo Hiên trộm tinh đại pháp, có thể nói là đòn sát thủ tồn tại, một xuất ra, trên đảo tươi có người có thể chống lại, bị chạm đến, liền là linh khí bị rút khô xuống tràng. Nhưng bây giờ, Diệp Thần ti không chút nào hư, cũng là thi triển trộm tinh đại pháp, cùng Long Hạo Hiên đối kháng. Long Hạo Hiên sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền tỉnh táo lại, nghĩ thầm, như vậy rằng co, ta tất thắng không thể nghi ngờ, dù sao tu vi của ta, có thể cao hơn hắn ra nhiều lắm. Hắn tự tin dùng chính mình nửa bước thông thiên cảnh thực lực, nội công thâm hậu, rằng co nữa, hắn dựa vào thâm hậu nội công, tuyệt đối có khả năng thắng được. Diệp Thần cũng biết điểm này, cho nên cũng không có cùng Long Hạo Hiên tiếp tục rằng co ý tứ, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, trong lòng quát, bạch hổ mảnh vỡ. Canh kim sát khí, đi. Hắn vận chuyển bạch hổ mảnh vỡ năng lượng, lòng bàn tay nở rộ kim quang, xỏ xuyên qua vào Long Hạo Hiên trong lòng bàn tay đi. Long Hạo Hiên đối diện chỉ thời khắc, bỗng nhiên thấy lòng bàn tay đau nhức, bị bạch hổ mảnh vỡ sát khí xuyên thấu, liền như là có trăm ngàn căn kim nhọn, trăm ngàn căn đinh sắt đâm vào bàn tay hắn. Hắn lòng bàn tay máu tươi lập tức ào ạt chảy ra, cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Giống. Nương theo lấy một tiếng hổ bào, Diệp Thần bạch hổ mảnh vỡ, năng lượng bùng nổ đến càng thêm mãnh liệt, một đầu rực rỡ bạch hổ ảo ảnh, ở trên người hắn nổi lên. Toàn trường mọi người thấy cảnh này, đều là hoảng hốt. Long Hạo Hiên cắn răng, âm thanh run rẩy nói, cái này là luân hồi chi chủ lực lượng sao? Tại bạch hổ mảnh vỡ lăng lệ nhuệ khí xỏ xuyên qua dưới, Long Hạo Hiên tay cầm cánh tay đau nhức, to lớn xuyên thấu cùng bén nhọn đau đớn. Quả thực là tê tâm liệt phế, hắn khó mà chịu đựng, thân thể trật tự cơ hồ sụp đổ, trộm tinh đại pháp rốt cuộc duy trì không nổi nữa. Hắn trộm tinh đại pháp, một thoáng suy kiệt, Diệp Thần đã tìm được cơ hội, chính mình trộm tinh đại pháp, như một cái cường đạo, xông vào Long Hạo Hiên trong cơ thể, điên cuồng cướp đoạt ép lấy hắn linh khí. Long Hạo Hiên hoảng hốt, chỉ cảm thấy toàn thân linh khí như vỡ đê núi lở trôi qua, hắn vội vàng nghĩ muốn rụt tay về trường. Nhưng lại cảm giác bàn tay của mình, phảng phất bị dính chặt, hoàn toàn thu không trở lại. Đoạn. Trong lúc nguy cấp, Long Hạo Hiên vung lên tay phải kiếm, thế mà đem tay trái của mình chạm gãy xuống, tránh thoát Diệp Thần nghiền ép. Hắn tự chém tay trái, đây là tráng sĩ chặt tay, máu tươi phun tung tóe, toàn trường phải sợ hãi. Diệp Thần cũng là lấy làm kinh hãi, buông tay ra, Long Hạo Hiên tay gãy liền rớt xuống đất, hắn nói ra. Hạo Hiên huynh. Tại sao phải khổ như vậy, ngươi chỉ cần nhận thua, ta cũng sẽ không thật tổn thương ngươi. Long Hạo Hiên cắn răng nói, ta chỉ có xê hết trận, không có nhận thua. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, tay ngươi trưởng đã đứt, không phải địch thủ của ta. Hắn lời nói này nhọn hời hợt nói ra, toàn trường người đều chấn động. Lúc vừa mới bắt đầu, có rất nhiều người còn tưởng rằng Diệp Thần là phế vật, nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt, hắn liền khiến Long Hạo Hiên từ bàn tay đứt. Luận thiên quỹ pháp nghi kiếm tu vi, Diệp Thần dĩ nhiên so ra kém Long Hạo Hiên, nhưng hắn tự thân luân hồi lực lượng, lại không phải Long Hạo Hiên có thể ngăn cản, này Long Thần Thiên Uyên đảo địa mạch, cũng không cách nào áp chế luân hồi khí tức. Hạo Hiên, trở về. Long Tuyết Hiên bỗng nhiên đứng dậy, quát. Nàng biết Long Hạo Hiên đã thua, Diệp Thần thực lực, so với nàng trong tưởng tượng, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Long Hạo Hiên cắn răng nói, đảo chủ, ta còn không có thua. Hắn tiến lên trước một bước, mặc cho tay gãy máu tươi huy sái, giọt rơi xuống đất, hóa huyết thành trận, hắn toàn thân máu tươi cũng là bê ốc xê háy lên. Cửu đỉnh thông thiên, buông xuống. Long Hạo Hiên quát to một tiếng, một màn kinh người xuất hiện,
chỉ gặp hắn toàn thân linh khí sục sôi, có chừng 9 tòa thần đỉnh, theo trong cơ thể hắn phun phóng ra. Cái kia 9 tòa thần đỉnh, chính là hắn cửu đỉnh cảnh lúc chế tạo cửu đỉnh. Cửu đỉnh cảnh cường giả, có thể phóng thích thần đỉnh công kích kẻ địch, nhưng nói như vậy, một lần nhiều nhất chỉ có thể phóng thích một lượng tòa, mong muốn cửu đỉnh đều xuất hiện, vô cùng khó khăn. Long Hạo Hiên có thể làm được cửu đỉnh đều xuất hiện, là bởi vì tu vi của hắn, đã vượt qua cửu đỉnh cảnh, bước vào nửa bước thông thiên cảnh hàng ngũ. Cửu đỉnh đều xuất hiện, chính là nửa bước thông thiên cảnh tiêu chí. Xoạt, xoạt, cửu đỉnh đều xuất hiện, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi các loại linh khí, cuồn cuộn theo thân đỉnh bên trong dâng trào mà ra, cửu đỉnh dùng Long Hạo Hiên làm hạch tâm, tạo thành một cái đại trận, rộng rãi bàng bạc. Đi! Chỉ thấy Long Hạo Hiên vung tay lên, tòa kia cửu đỉnh ký kết thành đại trận, liền oanh long long gào thét lên, quay đầu hướng về Diệp Thần trấn áp xuống. Diệp Thần đối mặt cửu đỉnh buông xuống, lại là mảy may không hoảng hốt, thở dài, ngươi còn muốn đánh, cái kia thì không thể trách ta. Cửu đỉnh lại như thế nào? Ta lúc này lấy một đỉnh phá đi. Tinh không đỉnh, phá cho ta. Quát to một tiếng, Diệp Thần trên thân tinh quang sục sôi. Một tòa rộng rãi vĩ đại thần đỉnh theo trong cơ thể hắn lao ra, bay thẳng lên trời, chính là tinh không đỉnh. Chỉ thấy tinh không đỉnh phía trên, lít nha lít nhít, in mảnh lớn mảnh nhỏ tinh thần phù văn, đó là tinh không đạo thư phù văn, Phật tổ tờ kia tinh không đạo thư, Diệp Thần đã hoàn toàn dung nhập chính mình tinh không đỉnh bên trong. Còn có, hắn tu luyện huyền thiên tinh chảy quyết, hấp thu ban đầu tinh không linh khí, nhưng được bản thân tinh không đỉnh, cũng là lớn mạnh vô tận. Giờ này khắc này, Diệp Thần tinh không đỉnh, khí thế chi hung mãnh, lực lượng khủng bố, quả thực là che đậy hết thảy. Phanh phanh phanh, tinh không đỉnh cùng cửu đỉnh VAC hạp, lập tức bộc phát ra một mảnh hào quang sáng chói, phảng phất sao trời rơi xuống, đem trọn cái thiên địa đều chiếu sáng. Long Hạo Hiên cửu đỉnh, phảng phất là đất thó tạo ra, bị Diệp Thần tinh không đỉnh VAC hạp, liền tuyên cáo phá toái, hóa thành vụn vặt lưu quang, trở lại trong cơ thể hắn. Diệp Thần tinh không đỉnh, thực sự quá hung mãnh, một thoáng VAC hạp, lực lượng đáng sợ, đụng nát Long Hạo Hiên cửu đỉnh, cũng làm cho rảnh rỗi ở giữa run rẩy, sóng khí càn quét bốn phương tám hướng, vỡ vụn những ngọn núi xung quanh, cũng may mà Long Hồ cung kiến trúc, có đặc thù cấm pháp bảo hộ, bằng không thì cũng muốn cùng theo một lúc bị nghiền nát. Này tinh không đỉnh uy lực, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Phốc phốc, Long Hạo Hiên lần nữa phun máu, thậm chí máu tươi bên trong xen lẫn một chút phá toái nội tạng, hắn chán nản ngã xuống, hai con người mang theo không thể tin vẻ mặt, đờ đẫn nhìn xem Diệp Thần, dần dần mất đi thần quang. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình cửu đỉnh đều xuất hiện, thế mà bị Diệp Thần một đỉnh phá hết. Diệp Thần không quan trọng thiên nguyên cảnh, thế mà cũng có thể bộc phát ra thần đỉnh, hơn nữa còn là trong truyền thuyết tinh không đỉnh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Này tinh không đỉnh, quá hung mãnh, quá mạnh mẽ. Chỉ có chân chính thông thiên cảnh thần vương cao thủ, mới có thể đủ địch nổi. Long Hạo Hiên chẳng qua là nửa bước thông thiên cảnh, hắn hoàn toàn ngăn không được Diệp Thần tinh không đỉnh chấn áp. Hắn cửu đỉnh đủ vỡ, thân thể bị cắn trả trùng kích, thật là khó mà hình dung, trong nháy mắt liền ngã xuống đất, hấp hối. Đông đảo Tây đảo hai bên đệ tử, còn có Long Vấn Thiên cùng Long Tuyết Yên, cũng là vô cùng kinh hãi nhìn xem một màn này. Lại có thể là tinh không đỉnh. Long Tuyết Hiên kiều khu phát run, tinh không đỉnh là chỉ có trong truyền thuyết, tinh không bỉ ngạn nhân vật, mới có thể tạo ra thần đỉnh, Diệp Thần lại có thể chế tạo, mà lại uy lực còn hung mãnh như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Long Vấn Thiên trong đôi mắt, thì tràn đầy kinh hỉ, vỗ tay một cái, cười nói, sư muội, đa tạ. Chàng tỷ đấu này, là ta đông đảo thắng, dựa theo ước định, ngươi cũng không thể lại đi đầu quân Sâu Uyên ma tộc, chúng ta cùng một chỗ hợp lại, lại liên hợp Mộ Táng cung. Tiêu diệt Sâu Uyên ma tộc, còn thương linh dược giới một cái thái bình thanh tịnh là được. Long Tuyết Hiên vẻ mặt có chút khó coi, nói, sư huynh, ngươi có thể nghĩ thông suốt, Mộ Táng cung đã sớm bị thiên tổ giải tán, khí số hao hết, cùng bọn hắn hợp tác, sẽ không có kết quả tử tế, bọn hắn đã sớm mất đi thiên tổ chúc phúc, đã không phải là viễn cổ cái kia thần bí kinh khủng thế lực lớn. Tại Mộ Táng cung cùng Sâu Uyên ma tộc ở giữa, Long Tuyết Hiên lại là xem trọng Sâu Uyên ma tộc. Tuy nói Sâu Uyên ma tộc hung ác tàn bạo, nhưng nàng cũng không có ý định lâu dài hợp tác, chỉ muốn tiêu diệt Mộ Táng cung về sau, mượn Sâu Uyên ma tộc tay, phi thăng đi tinh không bỉ ngạn, hưởng thụ cực lạc thôi.
Long Vấn Thiên nói, bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể đầu nhập vào ma tộc, nếu như bị sư phụ lão nhân gia ông ta biết, chẳng phải là muốn cắt ngang chúng ta chân. Vẫn là cùng Mộ Táng Cung hợp tác, tiêu diệt ma tộc vì chính đạo. Long Tuyết Hiên hừ một tiếng, nói chỉ sợ tại Mộ Táng Cung nội bộ, mâu thuẫn phân tranh so chúng ta còn muốn lợi hại hơn, cùng bọn hắn hợp tác, chúng ta tùy thời có khả năng bị làm bia đỡ đạn. Long Vấn Thiên khoát khoát tay, nói, không sao, bây giờ luân hồi chi chủ cũng tại, dự đoán Nam Mộ Táng Cung cũng không dám làm loạn. Long Tuyết Hiên nói, cái kia tùy ngươi đi, bất quá sâu uyên ma tộc thế lớn, ta cũng không thể để cho ta người đi chịu xê hết, ta chỉ giúp ngươi tỏa trấn phía sau. Nàng lời nói này, ngụ ý, là nhận thua, nguyện ý tiếp nhận kết quả, không nữa đi đầu quân sâu uyên ma tộc, nhưng nàng cũng không muốn chính diện người bị đờ ánh xê hết, chỉ tỏa trấn phía sau. Long Vấn Thiên gật đầu nói, vậy cũng rất tốt, người tỏa trấn phía sau là được. Diệp Thần thấy này hai sư huynh muội ân oán phân tranh đã giải quyết, cảm thấy hơi định, nội tâm lại tràn ngập chờ mong, suy nghĩ, cái kia bước kế tiếp, ta có thể đi Mộ Táng Cung, có lẽ có thể biết thiên tổ nhiều bí mật hơn. Trước mắt Diệp Thần muốn nhất muốn tìm, tự nhiên là Chu Tước mảnh vỡ. Chỉ bất quá, Chu Tước mảnh vỡ tại chôn xương trong vực sâu, đó là sâu uyên ma tộc địa bàn. Diệp Thần còn không xác định địa phương ở nơi nào, mà lại lẻ loi một mình đi, cũng quá mức nguy hiểm. Nếu có thể cùng Mộ Táng Cung hợp lại, vậy dĩ nhiên vững chắc rất nhiều. Mộ Táng Cung tổng bộ, đã sớm bị thiên tổ giải tán, không còn năm đó huy hoàng, bây giờ thương linh dược giới tồn tại, chẳng qua là một cái cứ điểm. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn chung quy là thiên tổ dưới trướng đệ tử, hẳn là biết thiên tổ rất nhiều che giấu, chỉ cần Diệp Thần có thể thăm dò đến một điểm. Đều đối với hắn có lớn lao có ích. Chiến đấu kết thúc vào đêm đó, đông đảo lớn bài buổi tiệc, Long Vấn Thiên sốt ruột khoản đãi Diệp Thần, không xiết mừng rỡ. Tại cơm nước no nê về sau, Diệp Thần mới có cơ hội đơn độc nhìn thấy Long Vấn Thiên, trao đổi đến tiếp sau sự tình. Long Sư Huynh, chúng ta tiếp đó, là muốn đi Mộ Táng Cung, thương lượng hợp tác kết minh, đối kháng ma tộc sự tình. Diệp Thần hỏi. Long Vấn Thiên nói, đó là tự nhiên. Sư đệ, người yên tâm, ta sẽ dẫn người cùng đi. Hắn biết Diệp Thần nghĩ thăm dò thiên tổ bí mật, cho nên hắn sẽ mang Diệp Thần tự mình đi Mộ Táng Cung một chuyến. Diệp Thần trong lòng hơi động, hỏi, sư huynh, liên quan tới thiên tổ, người cũng đã biết chút gì? Long Vấn Thiên nói, thiên tổ sao? Ngô, ta biết, người hẳn là đều biết. Thiên tổ đến từ thế giới bên ngoài, sáng tạo ra luân hồi pháp tắc, cũng khắc sâu tại thiên đạo khối Rubik phía trên. Mộ Táng Cung là hắn sáng tạo thế lực, ta liền biết những thứ này. Diệp Thần nói, mặt khác liền không biết rồi. Long Vấn Thiên nói, đúng thế. Diệp Thần lập tức có hơi thất vọng, nói, phải không? Long Vấn Thiên nói tới đồ vật, hắn cũng đã sớm biết. Long Vấn Thiên cười ha ha, nói, nếu như người muốn biết càng nhiều lời, có thể hỏi một chút Mộ Táng Cung người, nhưng liền sợ bọn họ cũng không chịu nói, liên quan tới thiên tổ. Bọn hắn là húy mạc như thâm, có thể hay không để cho bọn hắn mở miệng, liền xem bản lãnh của ngươi. Diệp Thần nói, được. Luân hồi mộ địa bên trong, đào phòng nữ hoàng vội la lên, Diệp Thần, tìm kiếm Chu Tước mảnh vỡ quan trọng, thiên tổ bí mật, ngươi như thế điểm tu vi, coi như dòm tra rõ ràng, thì có ích lợi gì. Diệp Thần bất đắc dĩ cười cười, nói, lòng hiếu kỳ đi lên, luôn là không nhịn được, tiền bối xin yên tâm, ta sẽ chú ý đúng mực. Sự tình nặng nhẹ, ta đều hiểu được. Đào phong nữ hoàng nói, vậy thì tốt, có gì cần hỗ trợ, ta có khả năng ra tay. Diệp Thần gật đầu, lại hướng Long Vấn Thiên nói, sư huynh, chúng ta lúc nào xuất phát đi Mộ Táng Cung? Long Vấn Thiên nói, 3 ngày sau đó, ngươi chuẩn bị một chút. Diệp Thần nói, được. Sau đó 3 ngày, Diệp Thần ngay tại Luân Hồi Phong phía trên, không ngừng dùng dược liệu luyện chế đan dược, phục đan tráng khí. Cuối cùng tại ngày thứ 3 thời điểm, tu vi của hắn, lần nữa đột phá. Ông, một cỗ kim quang, theo luân hồi phong sông lên lên, quán xuyên thương khung. Diệp Thần tu vi, trực tiếp liền đột phá đến thiên nguyên cảnh 6 tầng trời sơ giai mức độ. Này loại đột phá, làm cho Diệp Thần vô cùng kinh hỉ. Thương linh dược giới sản xuất dược liệu, linh khí quá dồi dào, dược lực hùng hồn, luyện chế thành đan dược về sau, đối với hắn tu vi tăng thêm to lớn. Soạt, Long Vấn Thiên thân ảnh, buông xuống đến luân hồi phong phía trên, nhìn thấy Diệp Thần đột phá,
hắn cười chắp tay chúc mừng, sư đệ, chúc mừng đột phá. Diệp Thần cười nói, sư huynh, đều là ngươi cho dược liệu dùng tốt, này thương linh dược giới dược liệu, linh khí phẩm chất thật sự là hơn xa bên ngoài a. Nếu như là ngoại giới dược liệu, bình thường tới nói, không có khả năng nhường Diệp Thần đột phá. Hắn mong muốn đột phá, cần đại cơ duyên, đại tạo hóa, dựa vào cắn thuốc là không thái hành. Nhưng ở thương linh dược giới, hắn dựa vào nơi này dược liệu, lại là có thể đột phá tu vi. Long Vấn Thiên cười nói, tại mộ táng cung bên trong, còn mới trồng càng nhiều dược liệu quý giá, giống như là xuân sắc một cân nhiễm, hoa cởi liễu tàn hồng, hoàng hôn thiên phát sáng, thiên nắng ban mai tẩy túy nguyệt các loại, nhưng so với ta Long Thần Thiên Uyên đảo bên trên dược liệu, phẩm chất tốt nhiều. Diệp Thần nói, những dược liệu này tên, cũng là độc đáo. Long Vấn Thiên nói, đúng vậy a, này chút rất có thể đều là thế giới bên ngoài dược liệu, ta hôm nay dẫn ngươi đi mộ táng cung, cùng bọn hắn đòi hỏi vài cọng, có lẽ còn có thể sẽ giúp ngươi tăng tiến tu vi. Diệp Thần nói, đa tạ. Long Vấn Thiên nói, bất quá, trực tiếp dựa vào dược liệu tăng tiến tu vi, chỉ có thể ở thiên nguyên cảnh nội làm như thế, nếu như ngươi đến cửu đỉnh cảnh, dược liệu nhiều nhất chỉ có thể phụ trợ, không thể lại ỷ lại, bằng không nhất định dẫn đến căn cơ phù phiếm. Diệp Thần nói, tốt, ta biết. Lúc này Diệp Thần khoảng cách cửu đỉnh cảnh, còn có không ít khoảng cách, cho nên không cần quá lo lắng. Tại thiên nguyên cảnh bên trong, dựa vào dược liệu tới tăng cao tu vi, là hoàn toàn có khả năng, dù sao trước mắt hắn tu làm căn cơ, có thể nói là vô cùng ghim chắc, cũng không sợ cái gì phù phiếm. Lên đường đi. Long Vấn Thiên liền mang theo Diệp Thần, rời giá đi Luân Hồi Phong, chuẩn bị xuất phát đi mộ táng cung, trao đổi hợp tác đối kháng sâu uyên ma tộc sự tình. Diệp Thần nghĩ đến Chu Tước mảnh vỡ, cũng trước hết trấn áp sâu uyên ma tộc. Tại đông đảo Sơn Môn quảng trường bên trên, đã có mười mấy cái đệ tử đang đợi lấy, đều là Long Thần Thiên Uyên đảo bên trên thiên tài, Diệp Thần thấy Long Đạp Vân cùng Long Hạo Hiên cũng tại. Ba ngày trước một trận chiến, hắn trọng thương Long Hạo Hiên, lúc này Long Hạo Hiên trạng thái đã khôi phục một chút, tay gãy cũng khôi phục, gương mặt mang theo lấy một vệt tái nhợt, nhìn thấy Diệp Thần về sau, Long Hạo Hiên cười khổ chắp tay một cái, kêu một tiếng, luân hồi chi chủ. Diệp Thần nói, Hạo Hiên huynh thân thể không việc gì. Long Hạo Hiên nói, may mắn mà có Tuyết Hiên đảo chủ xuất ra nàng chân tàng dược liệu, tại hạ thân thể tốt hơn nhiều, về sau nếu có cơ hội, lại hướng luân hồi chi chủ lĩnh giáo. Diệp Thần cười ha hả, nói, được a, về sau lại cơ hội so tài nữa. Cảm thấy suy nghĩ, thương linh dược giới dược liệu quả nhiên lợi hại, ta đem hắn bịt hương nặng như vậy, hắn ba ngày liền khôi phục, thậm chí tay gãy cũng đã trùng sinh. Long Vấn Thiên nói, tốt, lên đường đi. Hắn bắn ra một thanh phi kiếm, ngự kiếm hướng trên trời bay đi. Diệp Thần, Long Đạp Vân, Long Hạo Hiên đám người, cũng là ngự kiếm mà lên, đi theo sau lưng Long Vấn Thiên. Tại xuyên qua đại khí gió tầng về sau, đoàn người ra Long Thần Thiên Uyên đảo, đi vào đảo bên ngoài thế giới. Đảo bên ngoài thế giới, vậy dĩ nhiên là hắc vũ đầy trời, vô cùng vô tận ô uế cùng dơ bẩn, từ trên bầu trời chút xuống tới. Trong không khí tràn ngập hát ôi tê hối hư thối khí tức, một mảnh tận thế cảnh tượng. Diệp Thần nhíu nhíu mày, vận công hình thành một tầng lồng khí, đem hạ xuống ô mưa bắn ra, như vậy tận thế cảnh tượng, lại không biết muốn kéo dài bao lâu. Long Vấn Thiên, Long Đạp Vân, Long Hạo Hiên đám người, cũng là quen thuộc, không lấy làm lạ, ngự kiếm tốc độ cao tiến lên. Hắc phố chút xuống, che mất đại địa, cũng ăn mòn bóp méo rất nhiều pháp tắc, thương linh dược giới không gian pháp tắc. Bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, cho nên không gian truyền tống thủ đoạn, không quá ổn định, Long Vấn Thiên là ngự kiếm mang Diệp Thần đi mộ táng cung. Thương linh dược giới cương vực bao la, nhưng đoàn người ngự kiếm tốc độ cực nhanh, ước chừng nhỏ nửa ngày thời gian, liền đã tới mộ táng cung chỗ. Xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, là một mảng lớn mênh mông huyết hải kinh đào hải lãng sục sôi, gió lốc vô biên, đầy trời hắc vũ rơi trong biển máu, làm cho huyết hải nước biển trở nên càng thêm đỏ sậm sâu lắng, mơ hồ lộ ra đại khủng bố. Trong biển máu, có to lớn hung thú bốc lên, một chút xa đọa viễn cổ long đang gầm thét, chấn nhân tâm phách. Tại máu phần cuối của biển, thì đứng sừng sững lấy một tòa thật to núi tuyết, nguy nga cao ngất, như tượng băng, không thấy có chút chất bẩn, sáng loáng 10 điểm lóa mắt, mơ hồ rõ ràng núi tuyết phía trên, tu kiến có thật nhiều cổ lão cung điện kiến trúc. Diệp Thần nhìn thấy biển máu này núi tuyết cảnh tượng kỳ dị, ánh mắt ngưng lại.
Long Vấn Thiên tại huyết hải trước dừng lại, chỉ huyết hải phần cuối núi tuyết, hướng Diệp Thần nói, sư đệ, cái kia núi tuyết, liền là mộ táng cung sơn môn chỗ. Muốn đi mộ táng cung, chúng ta chỉ cần trước xuyên qua huyết hải. Chỉ thấy Long Hạo Hiên, Long Đạp Vân các đệ tử trên mặt, mang theo một vệt vẻ sợ hãi, rõ ràng xuyên qua huyết hải, đối bọn hắn tới nói, cũng không là cái gì chuyện dễ dàng. Diệp Thần nói, mộ táng cung người, không ra tiếp chúng ta sao? Long Vấn Thiên cười nói, bọn hắn không có tốt như vậy khách, huyết hải nguy hiểm, các ngươi theo sát lấy ta. Diệp Thần cùng chúng đệ tử đáp, đúng, liền chuẩn bị đi theo Long Vấn Thiên xuyên qua huyết hải. Bỗng nhiên ở giữa, huyết hải phần cuối núi tuyết, truyền đến một đạo sâu lắng thanh âm thê lương. Long Vấn Thiên, người bên cạnh ngươi, có thể là luân hồi chi chủ. Thanh âm này mang theo một tia chất vấn ý vị, hết sức không thân thiện. Long Vấn Thiên nghe được thanh âm này chất vấn, cũng là có chút ngoài ý muốn, lớn tiếng đáp lại nói, phải. Vong Trần trưởng lão, ta 3 ngày trước liền đã nói với ngươi, ta sẽ dẫn luân hồi chi chủ tới bái phỏng. Thanh âm kia yên lặng một thoáng, sau đó lạnh lùng nói, ngươi có khả năng tiến đến, luân hồi chi chủ không thể vào. Long Vấn Thiên chân mày nhảy lên, nói, vì sao? Thanh âm kia nói, tóm lại, luân hồi chi chủ không thể vào, ta mộ táng cung, không chào đón luân hồi chi chủ. Nghe nói như thế, Long Vấn Thiên ra mặt lập tức run lên, ở đây các đệ tử, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Truyền thuyết mộ táng cung, là cùng luân hồi mật thiết tương quan thế lực, thậm chí tại mộ táng cung bên trong, còn treo Diệp Thần chân dung. Diệp Thần là trong truyền thuyết, thiên tổ tiên đoán bên trong cái kia người phát ngôn, hiện tại Diệp Thần đích thân tới. Theo lý mà nói, mộ táng cung nên nhiệt tình nghênh đón, nào nghĩ tới bọn hắn lại lạnh lùng như vậy, đối Diệp Thần như thế kháng cự. Long Vấn Thiên lớn tiếng nói, Vong Trần trưởng lão, người có phải hay không đối luân hồi chi chủ có hiểu lầm gì đó? Thanh âm kia nói, không có hiểu lầm gì đó, ta mộ táng cung không chào đón luân hồi chi chủ, hắn nếu như dám tới gần, ta đây liền gỡ yết hắn. Long Vấn Thiên chấn động, nói, Vong Trần trưởng lão, người lại làm khó dễ như vậy. Ở trong đó, chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Thanh âm kia lại trầm mặc, không trả lời. Long Vấn Thiên tâm niệm chuyển động, có chút bất đắc dĩ cùng phẫn uất, hướng Diệp Thần nói, sư đệ, xem ra mộ táng cung đối ngươi có hiểu lầm, các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta tiến vào đi một chuyến. Diệp Thần nói, được. Long Đạp Vân nói, đạo chủ, chúng ta cũng lưu tại nơi này sao? Long Vấn Thiên nói, đúng vậy, các ngươi đều lưu lại. Cùng một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói xong, hắn lại huy kiếm trên mặt đất vẽ lên một cái màu vàng kim vòng sáng, các ngươi nhớ lấy, ngàn vạn không thể đi ra cái này vòng sáng. Cái này vòng sáng, đem Diệp Thần cùng chúng đệ tử đều vây quanh, vòng sáng bên trong mang theo thiên đế lực lượng, có lớn chúc phúc, lớn bảo vệ lực lượng. Diệp Thần ngạc nhiên nói, vì sao? Long Vấn Thiên nói, sâu uyên ma tộc nhìn chằm chằm, tùy thời có khả năng phát động đánh lén. Có ta tọa chấn, bọn hắn không dám làm loạn, nhưng ta rời đi, bọn hắn rất có thể liền muốn động thủ. Sư đệ, chỉ muốn các ngươi không ra cái này vòng sáng, bọn hắn liền không làm gì được ngươi nhóm. Các ngươi liền tại này chờ sẵn, chờ ta trở lại. Nhớ kỹ, vô luận tình huống như thế nào, đều không thể ra cái này vòng sáng, nhất định phải chờ ta trở về. Diệp Thần trong lòng run lên, nói tốt. Chúng đệ tử cũng là gật đầu. Lưu tại vòng sáng bên trong. Ta đi. Long Vấn Thiên ánh mắt sắc bén, ngự kiếm bay về phía huyết hải phần cuối núi tuyết. Hắn ngự kiếm bay qua huyết hải, trong biển máu, lập tức liền sôi trào lên, có vô số hung thú đáng sợ nổ lên, điên cuồng công kích hắn, lại có từng đạo bóng người màu đỏ ngòm, mang theo sát khí ngập trời, như là địa ngục bên trong Tu La, từ đáy biển hạ tuôn ra, vung đao cầm kiếm bổ tới. Nhưng Long Vấn Thiên tu vi cường hãn, thân hóa thiên đế băng long, rít lên một tiếng, long uy nổ tung, liền đem rất nhiều hung thú, còn có cái kia từng đạo bóng người màu đỏ ngòm, toàn bộ đẩy lui, cấp tốc hướng phần cuối núi tuyết bay đi. Diệp Thần nhìn thấy một màn này, có chút kinh ngạc, nói, trong biển máu còn có người. Bình thường hung thú công kích, cũng không hiếm lạ, nhưng này từng đạo bóng người màu đỏ ngòm, lại là hung tàn cực kỳ, như là máu tanh nhất sát thủ, cũng may mà Long Vấn Thiên tu vi cường hãn. Không phải liền bị lưu lại. Diệp Thần không nghĩ tới, này trong biển máu, còn có người tồn tại, mà lại hung tàn như vậy. Long Đạp Vân nói, là huyết đồ người,
sớm đã bị Mộ Táng Cung Thiên Pháp người đuổi xuống biển, nhưng một mực không dám điêu vong, thủy chung nghĩ đến phục hồi. Xuyên qua huyết hải, nguy hiểm nhất, không phải hung thú tập kích, mà là này chút huyết đầu người AMSH. Diệp Thần con ngươi ngưng tụ, nói cái gì huyết đầu người? Long Đạp Vân nói, kỳ thật, năm đó Thiên Tổ thành lập Mộ Táng Cung, có thống trị thế giới dự định, nhưng cụ thể như thế nào thống trị, Mộ Táng Cung nội bộ, rồi lại chia ra thành hai phái. Này hai phái, một phái tên là huyết đầu người, chủ trương dùng sát lục rửa sạch thiên hạ, dùng huyết tinh rung động lòng người, dạy người không dám phản kháng. Một phái khác, thì gọi thiên pháp giả, chủ trương dùng luật pháp bình định càn khôn, dùng luật pháp tới duy trì trật tự, mà không phải dựa vào cường giả thống trị, càng không thể dựa vào sát lục. Diệp Thần đồng tử lập tức co rụt lại, nói, huyết đầu người, thiên pháp người. Dựa vào luật pháp thống trị. Hắn đột nhiên nhớ tới một người, cái kia chính là thẩm phán chi chủ, thiên pháp lộ nguyệt. Mộ Táng Cung bên trong thiên pháp người, cùng thiên pháp lộ nguyệt lý niệm, cũng là giống như đúc. Cũng là chủ trương dựa vào luật pháp, thành lập trật tự, thống trị thiên hạ. Long Đạp Vân nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, người hẳn là nghe qua thẩm phán chi chủ a. Không không lúc nào chỉ có cái thẩm phán chi chủ, gọi thiên pháp lộ nguyệt, kỳ thật nàng liền là xuất thân Mộ Táng Cung. Là đã từng thiên pháp người lưu phái thủ lĩnh. Diệp Thần a một tiếng, rất đỗi chấn động, nói, nguyên lai thiên pháp lộ nguyệt, lại là Mộ Táng Cung người. Thân phận của thiên pháp lộ nguyệt, thập phần thần bí, không người biết được kỳ lai lịch, chỉ biết là nàng 10 điểm lớn mật, liền nguyên thiên đế cũng dám thẩm phán. Diệp Thần trăm triệu không nghĩ tới, thiên pháp lộ nguyệt lại có thể là xuất thân Mộ Táng Cung, thậm chí đã từng là thiên pháp người lưu phái thủ lĩnh. Long Đạp Vân nói, năm đó Thiên Tổ giải tán Mộ Táng Cung tổng bộ, thiên pháp lộ nguyệt bởi vậy trốn đi, bất quá nàng không hề từ bỏ nàng lý niệm, còn muốn lấy thành lập luật pháp trật tự, thống trị thiên hạ, bất quá không có Mộ Táng Cung chống đỡ, chỉ dựa vào một mình nàng, là không thể nào thống trị thế giới. Diệp Thần nội tâm có chút rung động, thân phận của thiên pháp lộ nguyệt lai lịch, mang cho hắn chấn động to lớn, hắn lại hỏi, ngày đó tổ đâu? Là chống đỡ huyết đồ phái, vẫn là thiên pháp phái? Long Đạp Vân cười ha ha, nói, này cũng không biết, Thiên Tổ có thể là siêu việt thiên đạo đại nhân vật a, ai có thể nhòm ngó tâm tư của hắn. Bất quá Thiên Tổ đối thiên pháp phái, hẳn là 10 điểm coi trọng, hắn chế tạo một món pháp bảo, gọi thiên pháp đạo luật, thiên pháp phái phụng chi vì trấn phái chí bảo, nhưng sau này Thiên Tổ MSTX, này thiên pháp đạo luật cũng thất lạc, chẳng biết đi đâu. Diệp Thần nói, thiên pháp đạo luật. Hắn cũng nghe nói thiên pháp đạo luật truyền thuyết. Đó là thập đại cổ thần khí một trong, truyền thuyết cũng là vĩ đại kỳ quan, bên trong ghi chép hoàn thiện luật pháp, chỉ cần có thể áp dụng, liền có thể thành lập một cái vĩnh hằng hoàn mỹ thế giới. Không không lúc nào trên không người, cũng không hiểu biết thiên pháp đạo luật lai lịch. Lúc này Diệp Thần mới biết được, nguyên lai này thiên pháp đạo luật, đúng là Thiên Tổ tự tay chế tạo, là đã từng Mộ Táng Cung thiên pháp phái chí bảo. Bất quá Thiên Tổ sau khi MSTX, thiên pháp đạo luật cũng thất lạc. Diệp Thần trong lòng lóe lên muôn vàn suy nghĩ, nói, bây giờ Mộ Táng Cung, là thiên pháp phái đắc thế. Long Đạp Vân nói, đúng vậy, thiên pháp người chấp trưởng lấy bây giờ Mộ Táng Cung quyền hành, hết thảy huyết đồ người đều bị đuổi xuống biển, phía này huyết hải, liền là huyết đồ đám người máu tươi hội tụ mà thành, oán niệm sâu rất mạnh, bọn hắn còn thời thời khắc khắc nghĩ đến phản công, đoạt lại quyền hành. Diệp Thần nhíu nhíu mày, nói cách khác, bây giờ Mộ Táng Cung nội bộ trật tự. Cũng không ổn định. Long Đạp Vân nói, đúng vậy a, huyết đồ người cùng thiên pháp người nội đấu, kéo dài không biết nhiều ít kỷ nguyên, tuy nói thiên pháp người chiếm cứ đại thống, nhưng luôn là bị huyết đồ người quy uế ối xâm chiếm, bọn hắn cũng là đau đầu cực kỳ, bên ngoài lại có sâu uyên ma tộc nhìn chung quanh, loạn trong giặc ngoài. Thậm chí, huyết đồ người đã cùng sâu uyên ma tộc hợp tác, bọn hắn thậm chí đem cổ ma máu đảo đều cắt nhường ra ngoài. Đây chính là bọn hắn trọng yếu nhất lãnh thổ a. Phía này huyết hải, ngoại trừ đại lượng hung thú cùng huyết đồ người bên ngoài, còn có sâu uyên ma tộc tồn tại, rất là nguy hiểm, đàn sói vây quanh, Mộ Táng Cung cũng chỉ có cùng ta Long Thần Thiên Uyên đảo hợp tác, mới có lật bàn khả năng. Nhưng hôm nay Pháp Phong Trần không biết nổi điên cái gì, thế mà không cho ngươi đi vào. Nhớ tới vừa mới cái kia Vong Trần trưởng lão, một bộ tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng thái độ. Long Đạp Vân liền thấy tức giận, lại là nghi hoặc. Phải biết, hiện tại Diệp Thần có thể là Long Thần Thiên Uyên đảo thượng khách,
Mộ Táng Cung nếu như muốn thành tâm hợp tác, không có lý do sẽ như vậy đắc tội Diệp Thần. Diệp Thần cũng là nghi hoặc, không biết Mộ Táng Cung vì sao đối với mình ôm lấy lớn như vậy địch ý, hắn nói ra, chờ hỏi Thiên Sư Huynh tin tức đi, chúng ta lặng chờ là được. Long Đạp Vân bất đắc dĩ, cũng chỉ đành tại nguyên chờ đợi. Long Vấn Thiên tại trước khi đi, đặc biệt nhắc nhở qua, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không thể rời đi hắn chỗ lấy xuống vòng sáng. Diệp Thần, Long Đạp Vân, Long Hạo Hiên các loại, cùng sở hữu hơn 10 người, chen chúc tại một cái ánh sáng trong vòng, hơi lộ ra hẹp bức, nhưng mọi người đều tuân theo Long Vấn Thiên dặn dò, không có tùy tiện ra vòng, liền tại vòng tròn bên trong ngồi xếp bằng, chậm đợi Long Vấn Thiên trở về. Sắc trời đen, thương linh dược giới thiên địa lật đổ về sau, hắc vũ đầy trời không tiêu tan, vốn chính là cả ngày tối tăm, tại đêm tối buông xuống về sau, cỗ này tối tăm liền hóa thành tuyệt đối đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong bóng đêm, chỉ có Long Vấn Thiên lưu lại màu vàng kim vòng sáng, tản ra hơi hơi kim quang, thoáng xua tan hắc ám. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, liền thấy trong bóng tối, mơ hồ có từng đôi tròng mắt màu đỏ ngòm hiển hiện. Tựa hồ có sâu uyên ma tộc kinh khủng tồn tại, ở chung quanh vây quanh. Bất quá những cái kia tồn tại, tựa hồ kiêng kỵ Long Vấn Thiên lưu lại vòng sáng, cũng không có tùy tiện tới gần. Diệp Thần âm thầm đề phòng, mà Long Đạp Vân, Long Hạo Hiên đám người, càng là trực tiếp nhắm mắt điều tức, mắt không thấy, tâm vì sạch. Như thế qua một đêm, không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nhưng một đêm qua đi, Long Vấn Thiên còn chưa có trở lại, cái này khiến đến Diệp Thần đám người có chút lo lắng. Oanh! Ngay lúc này, huyết hải phần cuối, Mộ Táng Cung sơn môn chỗ, tòa kia nguy nga to lớn trong núi tuyết, bộc phát ra một cỗ kinh thiên tiếng động, nương theo lấy một tiếng bén nhọn long hống, cái kia tựa hồ là Long Vấn Thiên tiếng giống, ẩn chứa to lớn chấn nộ chi ý. Nghe được thanh âm này, Diệp Thần đám người phải sợ hãi. Đảo chủ xảy ra chuyện. Long Đạp Vân nhìn về phía núi tuyết phương hướng, lập tức lo lắng. Sẽ không phải là thiên pháp vong trần lão gia hỏa kia, bội bạc, SSHI vấn thiên đảo chủ. Long Hạo Hiên cũng là bỗng nhiên đứng dậy, nghe được cái kia tiếng vang cùng long hống, trong ánh mắt tràn ngập lo nghĩ. Ở đây Long Thần Thiên Uyên đảo các đệ tử, cũng là người người chấn động, nghĩ muốn đi ra ngoài điều tra tình huống. Chia ra vòng, Diệp Thần lớn tiếng quát dừng, dừng một chút, lại chậm rãi nói, Long Sư Huynh sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện, hắn như xảy ra chuyện. Vầng sáng này cũng nên dập tắt. Mọi người nhìn về phía dưới chân vòng sáng, quả nhiên thấy vòng sáng tán phát hào quang, còn 10 điểm nồng đậm, đại biểu cho Long Vấn Thiên bản thân, khí tức còn 10 điểm bình ổn, cũng không có cái gì ngã xuống thụ thương dấu hiệu. Nếu như Long Vấn Thiên vẫn lạc, hắn lưu lại vòng sáng, tự nhiên cũng sẽ đi theo yên diệt. Chúng người không biết làm sao, mặc dù lo lắng Long Vấn Thiên, nhưng cũng chỉ đành tiếp tục chờ đợi. Lại là một ngày đi qua, chờ đến ban đêm, trong bóng tối xuất hiện tròng mắt màu đỏ ngòm, càng ngày càng tập trung, không biết có sâu bao nhiêu uyên ma tộc kinh khủng tồn tại, ở chung quanh nhìn chằm chằm, tựa như một bầy sói đói. Trong bóng tối, lại truyền tới trận trận ma thần ngâm sướng nỉ non âm thanh, lại phảng phất là mộng nghe, đây là sâu uyên ma tộc tiếng kêu, nếu như đạo tâm không kiên người, nghe được này tiếng kêu, rất dễ dàng liền sa đọa, bị thâm uyên dẫn dụ. Diệp Thần đạo tâm cường hãn, tự nhiên không hề bị lay động. Long Đạp Vân, Long Hạo Hiên đám người, thì là như lâm đại địch, ngồi xếp bằng, mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra, cắn chặt răng, gắt gao thủ trụ bản tâm, đối kháng thâm uyên kêu gọi. Nơi này hoang giao dã lĩnh, bọn hắn không có bất kỳ cái gì địa mạch có khả năng dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình thực lực đi đối kháng thâm uyên, may mắn còn có Long Vấn Thiên lưu lại vòng sáng, chỉ cần bọn hắn không ra vòng. Liền có thể đạt được thủ hộ, cẩn thận một điểm liền sẽ không xảy ra chuyện. Lại là một buổi tối đi qua, đến thiên minh thời điểm, những cái kia tròng mắt màu đỏ ngòm liền tán đi. Mọi người buông lỏng một hơi, nhưng thấy Long Vấn Thiên còn chưa có trở lại, không khỏi lo lắng. Cứu mạng, cứu mạng. Ngay lúc này, một đạo bén nhọn kêu cứu tiếng kêu khóc, theo bên cạnh trong rừng cây truyền ra. Sau đó, chỉ thấy cái kia vặn vẹo âm u trong rừng cây. Vọt ra một cái quần áo không chỉnh tề thiếu nữ. Thiếu nữ tóc bạc, long giác, tướng mạo thanh thuần mỹ lệ, lại có thể là Long Thần Thiên Uyên đảo Tây đảo đảo chủ, Long Tuyết Hiên. Giờ phút này Long Tuyết Hiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vòng mạng chạy trốn, phía sau có mười mấy người đang đuổi gợi yết lấy nàng. Nói đúng ra, đó không phải là người,
mà là từng đạo vặn vẹo tà mị hắc ảnh, tựa như quỷ mị yêu quái, phiêu hốt như gió, sinh ra một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, trên trời không ngừng chút xuống tới hắc vũ, rơi trên người bọn hắn, như nhỏ xuống tại hồ nước bên trong, thân ảnh của bọn hắn nổi lên tầng tầng gợn sóng, cuối cùng hết thảy hắc vũ, hết thảy ô uế đều dung nhập trong cơ thể của bọn họ, thoạt nhìn 10 điểm quỷ dị. Này chút mị ảnh tồn tại, chính là sâu uyên ma tộc. Đối với người bình thường tới nói, vô cùng bẩn thỉu hắc vũ, đối bọn hắn tới nói, lại là chất dinh dưỡng. Mặc dù đã hiện thân, nhưng này chút sâu uyên ma tộc, thoạt nhìn còn giống như là ảo ảnh như quỷ mị tồn tại, hoàn toàn không có thực chất hình thể. Bịch, Long Tuyết Hiên lọt vào sâu uyên ma tộc TGSH, bước chân một cái lảo đảo, liền ngã nhào trên đất, ánh mắt mang theo tội nghiệp cùng bức thiết, nhìn về phía Diệp Thần đám người, kêu lên. Luân hồi chi chủ, Hạo Hiên, nhanh cứu ta. Long Hạo Hiên kinh hô, đảo chủ, liền chuẩn bị ra đi cứu người. Diệp Thần đưa tay đưa hắn ngăn lại, nói, đừng đi ra, như thế vụng về thòng lọng, người cũng nhìn không ra sao. Diệp Thần đều không cần tận lực nhìn kỹ, liền biết một màn trước mắt, là tối vi vụng về thòng lọng, cái kia Long Tuyết Hiên chẳng qua là sâu uyên ma tộc ngụy trang thành, cũng không phải là chân chính Long Tuyết Hiên. Chân chính Long Tuyết Hiên, là cao quý Tây đảo đảo chủ, tu vi cùng Long Vấn Thiên tương đương, làm sao lại bị sâu bình thường uyên ma tộc tê duy ét át. Cái này thòng lọng thực sự quá rõ ràng, liền Long Đạp Vân cùng phổ thông đệ tử nhóm, tại sau khi kinh ngạc, cũng cấp tốc phản ứng lại, biết cái này Long Tuyết Hiên, là sâu uyên ma tộc dẫn dụ bọn hắn đi ra mồi nhử. Long Hạo Hiên ngẩn ngơ, cũng thấy có chút không đúng. Lúc này, đã thấy Long Tuyết Hiên hét lớn, Hạo Hiên, mau ra đây cứu ta, người muốn nhìn ta xê hết sao. Long Hạo Hiên nhìn xem Long Tuyết Hiên mềm mại gương mặt, điềm đạm đáng yêu biểu lộ, lập tức rất đối động dung, biết rõ có thể là thòng lọng, nhưng nhịp tim cũng gia tốc dâng lên. Xoạt xoạt xoạt. Lúc này, cái kia từng đạo sâu uyên ma tộc mị ảnh, nhanh như gió, nhanh như thiểm điện, liền bay lượn đến Long Tuyết Hiên bên người, bắt lấy nàng tay tay chân chân, đưa nàng hướng rừng cây chỗ sâu kéo đi, tựa như một bầy sói đói lôi kéo con mồi. Long Tuyết Hiên hoảng sợ kêu to, Hạo Hiên, nhanh cứu ta. Ngươi đã nói, phải bảo vệ ta trăm triệu thế, chiêu tâm không rời, nhật nguyệt khâm dám, ngươi cũng quên sao. Ngươi là ta một tay nuôi nấng, ngươi muốn phản bội ta. Thanh âm hạ xuống, nàng cũng đã bị sâu uyên ma tộc người, kéo vào rừng cây chỗ sâu đi, tiếng khóc cũng dần dần đi xa. Long Hạo Hiên rất đối chấn động, sợ hãi nói, không phải thòng lọng. Là thật Tuyết Hiên đảo chủ, hỏng bét, nàng bị sâu uyên ma tộc kéo đi, chúng ta mau đi cứu người. Long Tuyết Hiên mặc dù là một bộ thiếu nữ bộ dáng, nhưng trên thực tế là thời đại viễn cổ nhân vật, bối phận cực cao, Long Hạo Hiên cũng là nàng một tay nuôi nấng, là đệ tử của nàng, hắn từng nói qua muốn báo đáp, cũng không dám có cái gì lòng phản loạn. Diệp Thần trầm giọng nói, ngươi nếu là ra vòng, cái kia liền trúng kế. Long Hạo Hiên vội la lên, không phải, cũng không phải thòng lọng, cái kia chiêu tâm không rời, nhật nguyệt khâm dám bát tự, là ta chính miệng cùng Tuyết Hiên đảo chủ nói qua, ngoại trừ nàng bên ngoài, không có người biết rõ này tám chữ. Diệp Thần nói, đó là nội tâm của ngươi, đã bị sâu uyên ma tộc nhìn trộm, ngươi dám ra ngoài, liền là chịu xê hết. Long Hạo Hiên cắn răng nói, không, không. Các ngươi không chịu cứu người, ta đây đi cứu. Nói xong, hắn cũng không để ý Diệp Thần ngăn cản, trực tiếp đi ra vòng đi, rút kiếm xông vào trong rừng cây. Diệp Thần sắc mặt, lập tức trở nên vô cùng khó coi. Long Đạp Vân chờ chúng đệ tử cũng là kinh ngạc, chỉ trong chớp mắt, ngay tại Long Hạo Hiên xông vào rừng cây sau đó không lâu, tiếng kêu thảm thiết của hắn liền theo trong rừng cây truyền ra. Luân hồi chi chủ, Long Hạo Hiên, hắn giống như xảy ra chuyện. Long Đạp Vân đám người một hồi khủng hoảng, lập tức không có chú ý, tầm mắt đều tập trú tại Diệp Thần trên thân. Diệp Thần nói, cái kia là chính hắn muốn xê hết, các ngươi đừng đi ra chịu xê hết là được rồi. Long Đạp Vân đám người nuốt nước miếng một cái, gương mặt tái nhợt, ngoan ngoãn núp ở vòng sáng bên trong, cũng không dám đi ra ngoài. Đến ban đêm, chung quanh một mảnh đen kịt, hắc vũ lại hạ không ngừng, Long Đạp Vân đám người ủ rũ. 10 điểm uể oải, chỉ có Diệp Thần còn duy trì tinh thần. Trong bóng tối, tại trong rừng cây kia, lại truyền đến thanh âm đứt quãng. Cứu, cứu ta! Nghe đúng là Long Hạo Hiên thanh âm. Thanh âm này như có một cỗ ma lực, Long Đạp Vân các đệ tử nghe được,
đều là thân thể rung động, ngốc ngốc nhìn xem bên ngoài. Diệp Thần mở mắt nói ra, là ảo giác, chia ra vòng. Long Đạp Vân khẽ cắn môi, cường tự nhẫn nại lấy, nhưng tiếng kêu cứu kia, không ngừng truyền vào trong đầu, như làm cho người nhập ma, hắn rốt cục nhịn không được, bang một thoáng rút ra bội kiếm, a một tiếng phát ra như dã thú gầm rú. Đáng xê hết sâu uyên ma tộc, lão tử liều mạng với các ngươi. Liền lao ra vòng sáng, muốn đi cứu người. Nhưng, một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy Long Đạp Vân vừa lao ra vòng sáng, hắn thân thể lập tức liền ngã xuống đất run rẩy, giống như chúng ta giống như, miệng sùi bọt mép. Đạp Vân sư huynh, có hai cái đệ tử kinh hãi, vội vàng ra vòng mong muốn nghĩ cách cứu viện, nhưng bọn hắn vừa ra vòng, cũng giống như gặp nguyền rủa, ngã xuống đất co quắp, thất khiếu chảy ra bẩn thỉu nước mủ. Còn lại đệ tử sợ đến hồn phi phách tán, nhưng lại bị khơi dậy oán giận chi tâm, dồn dập quát. Sâu uyên ma tộc, sẽ chỉ dùng thấp hèn thủ đoạn. Chúng ta cùng đi ra, khí thế hợp thành một thể, liều mạng với bọn hắn. Ta cũng không tin, bọn hắn còn có thể lật trời. Thế là, chúng đệ tử rút kiếm ra vòng, khí thế tương liên phía dưới, thi triển ra bất động Long Vương Chí Tôn Pháp, thân phát long hình cương khí, hùng vĩ mãnh liệt. Nhưng cỗ này uy thế, chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Tiếp theo sát, bọn hắn tất cả mọi người thân thể, liền kịch liệt co quắp, trong miệng thốt ra bọt mép cùng dòng máu, như bị đợi hiện gợi ật ngã xuống đất. Diệp Thần nhìn thấy một màn này, cảm thấy dùng mình cùng chấn động, lại là phẫn nộ. Lúc này chàng diện, 10 điểm khủng bố, đen mưa to rồi chút xuống, chỉ còn lại có Diệp Thần một người còn tại vòng sáng bên trong, lộ ra một cỗ di thế độc lập cô độc. Ngoài vòng tròn nằm mười mấy người, toàn thân ma khí quấn quanh, muốn xê hết mà không được xê hết, tất cả đều run rẩy thổ huyết, như từng con sắp xê hết ếch xanh. Tại càng bên ngoài trong bóng tối, thì là có từng đôi tròng mắt màu đỏ ngòm đang lóe lên, như đàn sói vây quanh cừu non. Diệp Thần hừ một tiếng, nói các ngươi lén lén lút lút, bất quá là muốn bước ta ra tới, ta đây liền ra đi chiếu cố các ngươi. Ta ngược lại muốn xem, trong truyền thuyết sâu uyên ma tộc, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thần không do dự nữa, nhanh chân đi ra vòng đi. Hắn trước đây không ra vòng, cũng không là e ngại sâu uyên ma tộc, chỉ là sợ Long Đạp Vân, Long Hạo Hiên đám người xảy ra chuyện, hiện tại bọn hắn toàn bộ xảy ra chuyện, vậy hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ, hắn cũng muốn nhìn một chút, sâu uyên ma tộc có thể hay không dung chuyển đạo tâm của hắn. Ông! Diệp Thần vừa ra vòng, hắn liền thấy chung quanh khí chàng phát sinh biến hóa, từ phía chân trời mưa như chút nước hạ xuống hắc vũ, phảng phất mang theo một loại nào đó quỷ bí từng bước xâm chiếm, thời gian cùng không gian phảng phất tại trước mắt hắn vặn vẹo, liền thế giới chân thật đều bóp méo, hắn tựa như lâm vào ác mộng bên trong. Tại hốt hoảng trong mộng cảnh, Diệp Thần thấy được thi sơn huyết hải cảnh tượng, thấy được vô số song con mắt đỏ ngầu, treo ở trên trời, thấy chung quanh có tầng tầng chồng chất mục nát đồ quỷ sứ. Như nhúc nhích ma vật chậm rãi hướng hắn tới gần, từng con ô nha kền kền phóng lên tận trời, móng vuốt hạ đều mang theo một cái đầu lâu. Từng cảnh tượng ấy ảo giác cảnh tượng, còn mang theo đêm tối nghiền ép, nếu như người bình thường gặp, đạo tâm chắc chắn gặp to lớn trùng kích, rất có thể muốn sụp đổ, giống Long Đạp Vân các đệ tử, liền toàn bộ ngã xuống đất. Bất quá Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ đến đáng sợ, không sợ chút nào, quát. Giả thần giả quỷ, luân hồi Phật tướng. Phá cho ta. Hắn một thoáng mở ra luân hồi Phật Pháp tướng, sau lưng hóa ra một tôn vạn trượng cự Phật, màu vàng kim Phật quang chiếu rọi thiên địa, bàng bạc minh mông Phật khí gột rửa thời không, toàn bộ huyễn cảnh thế giới đều bị ép bạo. Nguy nga to lớn Phật tướng, tại thương linh dược giới, tại mộ táng cung huyết hải một bên hiển hiện, sáng chói kim quang hừng hực chói mắt, càng đem hắc ám vạn cổ thương linh dược giới, trực tiếp chiếu sáng. Vạn trượng cao Phật tướng, sắp nứt vỡ bầu trời đêm, Diệp Thần trên đỉnh đầu, cái kia ào 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 không ngừng chút xuống tới hắc vũ, vạn cổ cũng chưa từng ngừng ô uế, tại thời khắc này, thế mà ngừng. Trên đỉnh đầu hắn phương bầu trời đêm, khói mù bị Phật quang xông phá, hiện ra một góc tinh khiết tinh không đường nét, mỹ lệ dị thường. Vừa mới ngã xuống đất run rẩy, bị hắc ám ảo giác quấn thân Long Đạp Vân đám người, tại Diệp Thần Phật quang chiếu rọi đến, toàn thân quấn quanh ma khí. Dồn dập tán loạn, ý thức của bọn hắn cũng thanh tỉnh lại. Bọn hắn nhìn xem Diệp Thần cái kiệu uy mãnh vô địch thánh Phật thân ảnh, triệt để choáng váng, cũng triệt để rung động. Mở ra luân hồi Phật tướng Diệp Thần,
liền là hàng thật giá thật Phật tổ, luận khí tượng chi rộng rãi, không kém gì thế gian bất luận cái gì người. Cỗ này rộng rãi đại khí tượng, đủ để tích dịch vạn ma, gột rửa thế gian hết thảy tà ác ô uế, Phật pháp vô địch. Cạc cạc cạc, từng đợt bén nhọn tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ đằng xa truyền đến, từng đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, phốc phốc bạo diệt, rất nhiều sâu uyên ma tộc người, tại tiếp xúc đến Diệp Thần nở rộ thao thiên Phật quang về sau, liền biến thành cho bụi, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Cái gọi là sâu uyên ma tộc, cũng chỉ có chút năng lực ấy. Diệp Thần cười, luân hồi chi chủ, quả nhiên thần thông vô biên, đạo pháp cao thâm, bội phục, bội phục. Chỉ nghe một đạo thanh âm thê lương vang lên, sau đó liền là oanh long long kinh lôi nổ to, một đạo kinh thiên thân ảnh vụt lên từ mặt đất, là cái tóc bạc long nữ, chính là Long Tuyết Hiên. Nhưng cái này Long Tuyết Hiên hình ảnh, lại là hư ảo, cấp tốc tại Hắc Vũ bên trong phá diệt, hiện ra bản tướng, đúng là một tôn vạn trượng nguy nga ma thần, cùng Diệp Thần luân hồi Phật giữ lẫn nhau bình, mà lại không sợ chút nào Phật quang trùng kích. Cái kia ma thần, toàn thân che kín con mắt màu đỏ ngòm, trong nháy mắt, cực kỳ khủng bố, trên mặt ngũ quan lạnh lùng mà xâm nghiêm, trước đây hiển nhiên là hắn ngụy trang thành Long Tuyết Hiên, chân thân chính là sâu uyên ma tộc bên trong mạnh đại ma thần. Chính chủ cuối cùng hiện thân. Diệp Thần chân mày nhảy lên, soạt một thoáng, tế ra tiểu đạo thiên kiếm, cầm kiếm nơi tay, phong mang lăng lệ. Cái kia ma thần đạo, luân hồi chi chủ, không cần như thế, tại hạ trước đây có nhiều mạo phạm, bất quá là muốn nhìn xem luân hồi chi chủ thực lực. Quả nhiên, luân hồi chi chủ không để cho tại hạ thất vọng, thần thông quả thật là thông thiên triệt địa, nổi danh không yếu. Diệp Thần lạnh nhạt nói, ngươi muốn làm cái gì? Cái kia ma thần đạo, trước tự giới thiệu, tại hạ Diêm Thiên Hoa, chính là mộng ma tôn giả tỏa hạ đệ tử, tu vi miễn cưỡng sở đến thông thiên cảnh, đạo trường liền tại cổ ma máu đảo phía trên, luân hồi chi chủ nếu không chê, có thể đi ngồi một chút. Hắn nâng lên cành khô vặn vẹo lại to lớn ngón tay, chỉ huyết hải phương xa một hòn đảo. Cái kia mảnh huyết hải, vây quanh mộ táng cung núi tuyết, mịt mờ trên biển, tản mát phân bố lẻ tẻ hòn đảo. Lúc trước huyết đồ người cùng thiên pháp người tranh đấu thất bại, bị đuổi xuống biển, bình thường tầng dưới chót đồ sát người, chỉ có thể ở trong biển máu trầm luân, mạnh mẽ tồn tại, thì có khả năng chiếm cứ lấy hải đảo, thành lập trật tự, cùng mộ táng cung núi tuyết đại lục đối kháng. Tuy là dùng kiểm tiểu tông đối đại tông, nhưng bởi vì chiếm cứ huyết hải địa hình chi lợi, huyết đồ người miễn cưỡng cũng có thể kéo dài hơi tàn, mà lại thỉnh thoảng khởi xướng quy uế n hữu tập kích, cũng đối mộ táng cung tạo thành phiền phức rất lớn. Tại huyết đồ người vì số không nhiều mấy hòn đảo lãnh thổ bên trong, có một tòa cổ ma máu đảo, đã bị cắt nhường cho sâu uyên ma tộc, làm hai bên hợp tác thẻ đỡ ánh bê ạc. Diệp Thần cười nói, ngươi cũng là khách khí, còn mời ta làm khách. Cái kia ma thần Diêm Thiên Hoa nói, ta sâu uyên ma tộc, vô ý đối địch với luân hồi chi chủ, sư tôn ta mộng ma tôn giả, thậm chí còn nghĩ lôi kéo ngươi, cắt cử tại hạ ra tới cùng ngươi trao đổi. Như luân hồi chi chủ cố ý quy thuận ta sâu uyên ma tộc, chúng ta có thể giúp ngươi săn bắn Chu Tước thần điểu, giúp ngươi đoạt được Chu Tước mảnh vỡ. Diệp Thần mắt sáng lên, có chút ngoài ý muốn, nói các ngươi còn muốn lôi kéo ta. Diêm Thiên Hoa nói, đúng vậy, ta sâu uyên ma tộc, từ hắc ám, ô uế, hỗn loạn, tội nghiệt bên trong sinh ra, một sinh ra, liền được Diêm Ma Tử Thần chúc phúc, có được thông thiên trí tuệ. Thế gian này, chỉ có tê ử vê ong. Mới là vĩnh hằng chân lý, chúng ta muốn đi ra ngoài truyền bá tê ử vê ong tin mừng, đáng tiếc mộ táng cung khắp nơi ngăn cản. Nếu có luân hồi chi chủ giúp đỡ, tiêu diệt mộ táng cung, chắc là dễ dàng. Chờ tiêu diệt mộ táng cung về sau, bọn hắn vạn cổ chân tàng dược liệu, đủ loại kỳ chân dị bảo, đều có thể toàn bộ về ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý quy hàng. Diệp Thần cười nói, các ngươi nghĩ lôi kéo ta, còn không có tư cách này. Diêm Thiên Hoa nói, như luân hồi chi chủ không chịu quy thuận, vậy tại hạ đành phải dùng sức mạnh. Diệp Thần cười nói, cái kia rất tốt, liền để ta nhìn một chút, các ngươi sâu uyên ma tộc có bao nhiêu lợi hại. Diêm Thiên Hoa bỗng nhiên quát lạnh, thâm uyên thần tướng, gợi yết. Lập tức, hư không răng rắc bạo liệt, từ trong đó buông xuống hạ từng con mạnh mẽ thân ảnh, người mặc chu tước áo giáp, chiến khí sục sôi, hai mắt huyết hồng, cuồng nhiệt thô bạo. A! À. Diệp Thần thấy những thâm uyên đó thần tướng, mặc trên người chu tước áo giáp, mơ hồ lại bắt được chu tước mảnh vỡ khí tức. Xem ra, sâu uyên ma tộc mặc dù không thể trực tiếp đi săn chu tước thần điểu,
nhưng bọn hắn không biết dùng thủ pháp gì, thế mà đánh cắp đến một điểm chu tước mảnh vỡ năng lượng. Điểm này chu tước mảnh vỡ năng lượng, hóa thành chiến giáp, mỗi một cái thâm uyên thần giáp, khoác lên chu tước áo giáp, chiến khí bừng bừng, 10 điểm cường hãn. Hiu hiu hiu, chỉ thấy mấy chục con thâm uyên thần tướng, giống như điên cuồng, trong mắt tràn đầy khát máu cùng bạo ngược, toàn thân tản ra mùi máu tanh nồng đậm, cùng với ma khí ngập trời, tất cả đều dương nanh múa vuốt, nhào về phía Diệp Thần. Bạch hổ mảnh vỡ, tinh bạo khí lưu trảm. Diệp Thần không sợ chút nào, lập tức liền thôi động bạch hổ mảnh vỡ năng lượng, bao trùm tại tiểu đạo thiên kiếm phía trên. Giống, nương theo lấy một tiếng chấn thiên động địa hổ bào, kim quang sáng chói bạch hổ hư ảnh, tại Diệp Thần kiếm trên thân hiển hiện, cả thanh tiểu đạo thiên kiếm, phong mang lập tức lăng lệ rất nhiều, hội tụ cuồn cuộn tinh quang, toát ra một đạo bạo diệt tinh sông kiếm khí, cuồn cuộn hướng về kia rất nhiều thâm uyên thần tướng chém đi. Xuy xuy xuy, một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần kiếm khí chém ngang mà qua, cái kia từng con thâm uyên thần tướng, thế mà như từng con gà BIC hém xuống đến, trên người bọn họ bao trùm chu tước áo giáp, hoàn toàn ngăn không được Diệp Thần kiếm khí. Diệp Thần tiểu đạo thiên kiếm, ban đầu liền sắc bén dị thường, lại hỗn hợp bạch hổ mảnh vỡ canh kim sát khí, càng là sắc bén đến vô biên, chảm thiên liệt địa, bẻ gãy nghiền nát, thần cản gỡ yết thần, Phật cản gỡ yết Phật. Cái gì? Diêm Thiên Hoa thấy thế, trải rộng quanh thân từng đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, lập tức kịch liệt co vào. Hắn biết Diệp Thần lợi hại, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại đến nước này, chỉ nhất kiếm, liền đem triệu hồi ra thâm uyên thần tướng, toàn bộ chém xuống. Long Đạp Vân mấy người cũng là choáng váng, ngước nhìn Diệp Thần thân ảnh, như là ngước nhìn một tôn bất hủ sát thần. Tự mình động thủ đi, đừng lãng phí thời gian. Diệp Thần nhe răng cười một thoáng, trực tiếp liền huy kiếm chém về phía Diêm Thiên Hoa. Hắn cũng là muốn đánh gỡ yết Diêm Thiên Hoa, lại thôn phệ đối phương, dạng này, hắn là có thể biết sâu uyên ma tộc nhiều bí mật hơn, liên quan tới chôn xương thâm uyên, còn có chu tước mảnh vỡ. Diêm Thiên Hoa chấn động, chỉ thấy Diệp Thần hai tay cầm kiếm chuôi, kiếm khí ngút trời, ầm ầm tiếng vang không ngừng truyền đến, hắn nhất kiếm vung ra, như trường hà lao nhanh, thẳng tiến không lùi. Lớn thiên huyết núi ấn. Diêm Thiên Hoa không dám sơ suất, toàn thân ma khí quay cuồng, tay cầm hóa ra một tòa nguy nga huyết sơn, theo hư không giáng xuống, oanh long long rung động thiên địa. Diệp Thần huy kiếm mà lên, cùng cái kia huyết sơn đụng vào nhau. Một kiếm chém xuống, huyết sơn nổ tung. Hắn kiếm, quá vô địch. Diêm Thiên Hoa thân thể run rẩy, không thể tin được, da mặt run run, luân hồi chi chủ, quả nhiên dũng mãnh phi thường. Xem ra, mong muốn trấn áp ngươi, cũng chỉ có vận dụng thần vương chi uy. Hắn lại vung tay lên, đầy trời ma khí quay cuồng, ngưng tụ thành một đầu to lớn huyết sắc bàn tay lớn, bóp thành quả đấm, đối Diệp Thần đột nhiên đập tới. Cái kia trên nắm tay, mang theo vô tận thần vương pháp tắc phù văn, nện như điên xuống tới, như một mảnh sao trời rơi xuống, hoa lệ hùng vĩ, lại bá khí dị thường. Diệp Thần lập tức cảm nhận được áp lực, Diêm Thiên Hoa có thể là hàng thật giá thật thông thiên cảnh thần vương, uy năng cường hãn. Dưới tình huống bình thường, Diệp Thần quét ngang cửu đỉnh cảnh vô địch, cũng có thể trấn áp nửa bước thần vương, nhưng đối mặt chân chính thần vương, hắn liền có chút cố hết sức. Luân hồi mộ địa bên trong, Đao Phong nữ hoàng nhìn thấy Diêm Thiên Hoa nắm đấm nện vào, vội vàng nói, Diệp Thần, ta tới giúp ngươi. Diệp Thần nhếch miệng cười cười, nói, không cần, ta còn có một chiêu không có ra. Mắt thấy Diêm Thiên Hoa nắm đấm gỡ yết tới, Diệp Thần trong tay bấm quyết, tiểu đạo thiên kiếm tại trước người hắn không ngừng phóng to, sau đó hóa ra vạn trượng kiếm khí màn sáng, trước đem cái kia huyết sắc cự quyền ngăn trở. Oanh long long, huyết sắc bàn tay lớn không ngừng đánh vào kiếm khí màn sáng bên trên, cả hai chạm vào nhau sau sinh ra năng lượng thật lớn sóng xung kích tản ra, toàn bộ thương linh dược giới đều run lẩy bẩy. Luân hồi chi chủ, một kích này liền có thể muốn mệnh của ngươi. Diêm Thiên Hoa thấy đánh lâu không xong Diệp Thần, lập tức giữ tợn cười một tiếng. Hai tay của hắn bấm quyết, sau đó oanh một tê yếng nổ vang phát ra, chấn động đến Diệp Thần lỗ tai ông ông tác hưởng. Bên trên bầu trời, trực tiếp liền bị Diêm Thiên Hoa đánh ra một cái lỗ đen thật lớn. Vô số ma khí không ngừng tràn vào trong đó, sau đó theo trong hắc động truyền ra thê lương lại tiếng gầm gừ đáng sợ, còn có một tiếng bén nhọn chu tước minh khiếu. Thâm uyên ma tước, bao phủ trần thế. Chỉ thấy một đầu to lớn ma tước,
theo trong hắc động hàng lâm xuống, xòe hai cánh, che đậy thiên vũ, cuốn sạch lấy muôn vàn hắc vũ cùng ô uế, còn có vô số âm hồn cùng mị ảnh nương theo, ma khí bừng bừng, như diệt thế tê hiên tê ai, hướng Diệp Thần lao xuống. Lập tức, Diệp Thần liền thấy bàng bạc uy áp kéo tới, cái kia thâm uyên ma tước, rõ ràng là mang theo chu tước mảnh vỡ năng lượng, phi thường mạnh mẽ, trên thân thể hắc hỏa lượn lờ, không biết Diêm Thiên Hoa là thế nào tạo hóa ra tới. Long Đạp Vân đám người phải sợ hãi, chỉ cho là chu tước thần điểu sa đọa ma hóa, muốn buông xuống diệt thế. Đại Thiên Thần diệt trưởng. Diệp Thần gặp nguy không loạn, mắt thấy thâm uyên ma tước bay tập mà xuống, lập tức vung ra một trường, oanh sát mà ra. Một trường này, ẩn chứa một cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức, bàng bạc cuồn cuộn, chấn động thương khung, chính là Già Ly Sư Thái truyền thụ Đại Thiên Thần diệt trường, truyền thuyết là thần Siva trưởng pháp. Một chiêu này Đại Thiên Thần diệt trường, ẩn chứa hủy diệt áo nghĩa, bá đạo dị thường, một trường ra, Diệp Thần toàn thân linh khí cơ hồ bị rút sạch, cơ bắp kịch liệt đau nhức, xương cốt cũng giống như muốn bạo liệt. Hắn một trường vỗ ra, hư không liền sụp đổ, lao xuống thâm uyên ma tước, trực tiếp liền bị hắn một trường vỗ bay ra ngoài, trên thân hắc hỏa tán loạn, thê lương kêu to, hình thể bỗng nhiên bạo liệt, đầy trời hắc vũ cuốn ngược, kinh thiên động địa. Phốc phốc, Diêm Thiên Hoa nhận nghiêm trọng cắn trả, một ngụm máu tươi bắn ra, gương mặt trong nháy mắt tái nhợt, hắn vô cùng đờ đẫn nhìn xem Diệp Thần, chỉ cảm thấy thời khắc này Diệp Thần, hủy diệt khí tức sục sôi, tự mang lấy một cỗ hủy thiên diệt địa đại khí phách, liền hắn cái này cấp bậc cường giả, đều hứng chịu tới chấn động. Ngươi đây là cái gì trưởng pháp, khủng bố như thể thế hủy diệt khí tức, chỉ sợ cùng cửu thiên tù thần chỉ so sánh, cũng không hề yếu a. Diêm Thiên Hoa không thể tin được, trong truyền thuyết cửu thiên tù thần chỉ, vì tam thập tam thiên thần thuật xếp hàng thứ nhất tồn tại, chí cao vô thượng, nhưng hắn thấy Diệp Thần vừa mới một trưởng kia, hủy thiên diệt địa, bẻ gãy nghiền nát, chỉ sợ cùng cửu thiên tù thần chỉ so sánh, cũng là không chút thua kém. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, không lúc nào, lại có cường đại như vậy trưởng pháp, hắn hoàn toàn không biết. Diệp Thần khóe miệng mang theo một vệt lãnh khốc đường cong, này Đại Thiên Thần diệt trưởng, có thể là sáng tạo trưởng pháp, lực sát thương đương nhiên là khủng bố, ẩn chứa cực hạn hủy diệt oai. Một trưởng này uy lực, đã đầy đủ nhường Diệp Thần đối kháng thần vương. Nhưng, thi triển một trưởng này, Diệp Thần tự nhiên cũng là cần phải bỏ ra to lớn tiêu hao, lúc này toàn thân linh khí đều bị rút sạch, ngũ tạng lục phủ, gân cốt nội tạng, lại bởi vì hủy diệt khí tức cắn trả, mơ hồ bê ị đờ ao. Nhưng, tại Diêm Thiên Hoa trước mặt, Diệp Thần ti hào cũng không yếu thế, nói, đừng tưởng rằng ngươi là thần vương, là có thể ở trước mặt ta hung hăng càn quấy, ta muốn gợi ít ngươi, như đồ heo chó. Dứt lời, Diệp Thần lần nữa huy trưởng gợi ít ra, mang theo lấy Đại Thiên Thần diệt trưởng hủy diệt oai, một trưởng hướng Diêm Thiên Hoa bắt mà đi, muốn đem hắn chấn áp thôn phệ. Diêm Thiên Hoa đại chấn, bỗng nhiên hóa thành một vệt mị ảnh, trốn vào trong đêm tối, lớn tiếng kêu lên. Luân hồi chi chủ, tính ngươi lợi hại, ngày khác gặp lại. Cấp tốc hướng huyết hải phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, biết đánh rắn không xê hết, tất thành hậu hoạn đạo lý, lập tức liền khóa chặt Diêm Thiên Hoa khí thế, truy gợi yết tới. Diêm Thiên Hoa ẩn độn trong đêm tối, nhưng lại chạy không khỏi Diệp Thần truy tung, hắn lúc này vẫn lưu lại thao thiên hủy diệt thần uy, mặc dù linh khí hao hết, nhưng cũng có thể uy áp Diêm Thiên Hoa, đưa hắn chấn áp thôn phệ. Rất nhanh, Diệp Thần liền đuổi vào trong biển máu, Diêm Thiên Hoa đang hướng huyết hải phương xa một hòn đảo bỏ chạy. Diệp Thần trên thân mang theo hủy diệt đạo khí, thần uy bừng bừng, nghiền ép huyết hải, kích thích kinh đào hải lãng, rất nhiều hung thú ma thú đều là rên rỉ kinh khủng, không dám tới gần. Tại thi triển ra Đại Thiên Thần diệt trưởng về sau, Diệp Thần đơn giản liền thành hóa thân, hủy diệt khí tức kinh thiên động địa, bền bỉ không tiêu tan, rung động càn khôn. Diêm Thiên Hoa biết rõ Diệp Thần linh khí hao hết, nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ biết đào mệnh. Đại Thiên Thần diệt trưởng, hủy diệt chi đạo, thực sự quá kinh khủng. Diệp Thần đuổi tới nửa đường, bỗng nhiên ở giữa, một tiếng long ngâm từ phương xa truyền đến, chỉ thấy một đầu thiên đế băng long, xen lẫn cuồng phong bạo vũ, đầy trời băng hoa, từ phương xa bay về út lên tới, miệng nói tiếng người, nói. Sư đệ, không thể lỗ mãng. Này thiên đế băng long, đúng là long vấn thiên băng long chân thân. Diệp Thần nhìn thấy long vấn thiên theo mộ táng cung trở về,
không khỏi lấy làm kinh hãi, nói, Long sư huynh, ngươi trở về. Long Vấn Thiên trầm giọng nói, trước trở về rồi hãy nói. Hắn vung lên long chảo, nắm lên Diệp Thần, liền đem Diệp Thần mang rời khỏi huyết hải, một lần nữa trở lại bên bờ, về tới Long Đạp Vân chờ chúng đệ tử bên người, đem Diệp Thần để xuống. Diệp Thần tinh thần thư giãn xuống tới, chỉ một thoáng liền cảm thấy toàn thân đau nhức, xương cốt cơ hồ vỡ vụn, bước chân lảo đảo, ngay cả đứng lập đều có chút đứng không vững. Long Đạp Vân chờ chúng đệ tử, cuống quýt tới đỡ lấy hắn. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, nghĩ thầm, này đại thiên thần diệt trưởng, hậu kinh lại thật lớn như thế. Long Vấn Thiên thân thể thoáng qua, hóa ra hình người, lườm liếc Diệp Thần, chỉ cho là Diệp Thần là chiến đấu tiêu hao vượt quá giới hạn, gặp hắn chỉ là linh khí dùng hết, cũng không có thụ thương, liền thoáng yên tâm, lại mắt lạnh nhìn Long Đạp Vân đám người, nói. Ta không là bảo ngươi nhóm không muốn ra vòng sao, đều sẽ ta xem như gió bên tai rồi. Long Đạp Vân sợ hãi nói, đảo chủ thứ tội, cái này thật sự là. Diệp Thần khoát khoát tay, nói ra, Long Sư Huynh, là sâu uyên ma tộc quỷ kế đa đoan, cũng là không oán chúng ta được, mà lại cũng không có ích hay RAANM ạ, sâu uyên ma tộc cũng đã bị ta đánh lui, người bất giận. Lúc này có đệ tử theo rừng cây chỗ sâu, đem hôn mê trọng thương Long Hạo Hiên kéo trở về, Long Hạo Hiên cũng không có bị GSC hết, nhưng bê ị đờ ánh thành trọng thương. Khóe miệng có ma dược chất lỏng dấu vết, rõ ràng bị sâu uyên ma tộc rót ma dược. So sánh với gỡ ít người, sâu uyên ma tộc tựa hồ càng muốn dựa vào quán ma dược thủ đoạn, để cho người ta sa đọa thành ma, biến thành đồng loại của bọn hắn. Long Vấn Thiên hừ một tiếng, tầm mắt theo Long Hạo Hiên, Long Đạp Vân các đệ tử trên thân quét nhìn mà qua, các ngươi thật là một đám phế vật, còn muốn mang các ngươi tới mộ táng cùng thấy chút việc đời, kết quả các ngươi lại lưu lạc đến tận đây. Nếu không phải có luân hồi chi chủ bảo hộ, các ngươi đâu có mệnh tại. Chúng đệ tử cúi đầu, không dám ưng tiếng. Long Vấn Thiên nói thôi, đều cút trở về cho ta đi, các ngươi lưu lại, cũng là vướng víu. Long Hạo Hiên, Long Đạp Vân chờ chúng đệ tử vô cùng chật vật, cũng không có mặt mũi tiếp tục lưu lại xuống, dồn dập khom người từ đừng rời bỏ. Máu bên bờ biển, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Long Vấn Thiên hai người. Diệp Thần suy nghĩ một hồi. Liền hỏi, Long Sư Huynh, mộ táng cung bên kia nói thế nào? Mộ táng cung bên kia, đối Diệp Thần tựa hồ thành kiến to lớn, không cho phép hắn tiến vào, hắn cũng muốn biết, tại sao lại có này loại thành kiến. Long Vấn Thiên biểu lộ khó coi, nói, bọn hắn không đồng ý ngươi tồn tại. Diệp Thần nói, không đồng ý, đây là có chuyện gì? Long Vấn Thiên thở dài một hơi, nói, năm đó thiên tổ từng tiên đoán, ngươi là luân hồi pháp tắc người phát ngôn. Cũng chính là luân hồi chi chủ, có tư cách thay hắn chấp trưởng mộ táng cung. Tại na mộ táng cung bên trong, cũng có chân dung của ngươi cùng pho tượng, thiên tổ tại hết sức cổ lão thời điểm, liền tiên đoán ngươi sinh ra, hắn bởi vì một ít nguyên nhân, đã MSTX chẳng biết đi đâu, hắn tiên đoán ngươi là hắn người phát ngôn. Đã từng mộ táng cung, cũng đang mong đợi ngươi xuất thế, nhưng bây giờ, bọn hắn đã đối ngươi thất vọng, không nữa tán thành ngươi. Nghe vậy, Diệp Thần vẻ mặt lập tức chìm xuống, nói, vì cái gì? Là bởi vì ta tu vi cảnh giới quá thấp sao? Long Vấn Thiên nói, không phải, ta hai ngày này cùng thiên pháp vong trần tán gẫu qua, hắn nói ngươi thần thông đạo pháp quá mức hỗn tạp, đạo tâm không tinh khiết, chân chính luân hồi chi chủ, hẳn là chỉ tu luân hồi đạo. Mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có luân hồi cao, trong lòng bọn họ, chỉ có luân hồi đạo pháp mới thật sự là huyền môn chính tông, mặt khác đạo pháp đều là bàng môn tà đạo. Thần thông của ngươi quá mức hỗn tạp, đã khiến cho mộ táng cung chán ghét, bọn hắn cảm thấy ngươi đi vào lạc lối, cho nên không nữa tán thành ngươi, thậm chí xé bỏ chân dung của ngươi, đạp đổ ngươi pho tượng, càng không cho phép ngươi bước vào mộ táng cung nửa bước, bằng không liền muốn gợi ít xê hết ngươi. Diệp Thần ra mặt run lên, nói ta thần thông hỗn tạp, đạo tâm không tinh khiết. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn nắm giữ thần thông đạo pháp, đích thật là phong phú. Nhưng cũng không hỗn tạp nông cạn, mỗi môn thần thông đều tu luyện thuần thục, mà lại tha sơn chi thạch, có thể công ngọc, hắn tu luyện luân hồi bên ngoài thần thông, đối với mình xác minh đạo tâm, tăng tiến cảm ngộ, cũng là vô cùng hữu ích, hắn đạo tâm cứng cỏi thuần túy cực kỳ, mộ táng cung nhận định hắn đạo tâm không tinh khiết, đó là to lớn vụ oan cùng thành kiến. Long Vấn Thiên trầm giọng nói, cái này đích xác là to lớn thành kiến, hai ngày này ta cùng thiên pháp phong trần, cãi lộn đến rất lợi hại.
thậm chí cùng hắn động thủ đánh nhau. Diệp Thần nhớ tới trước đó trong núi tuyết truyền ra tiếng vang cùng long hống, nghĩ đến liền là Long Vấn Thiên cùng Thiên Pháp Vong Trần tiếng đánh nhau. Nhưng hắn xem lúc này Long Vấn Thiên, cũng không có cái gì thụ thương bộ dáng, dự đoán hắn cùng Thiên Pháp Vong Trần đánh nhau, cũng là điểm đến là dừng, cũng còn nể mặt nhau. Bất quá, Long Vấn Thiên biểu lộ trở nên 10 điểm uể oải, nói, ngày đó Pháp Vong Trần thật sự là lão ngoan cố a, hắn nói toàn bộ mộ táng cung, đều không cho rằng ngươi là hợp cách luân hồi chi chủ, bọn hắn dự định nhường Thiên Pháp phái một thiên tài thần nữ Thiên Pháp Dung, kế thừa luân hồi đại thống, thay thế địa vị của ngươi. Diệp Thần không hiểu có chút dùng mình, nói ta chấp trưởng luân hồi đạo thống, người khác làm sao có thể kế thừa. Ta lại còn chưa có xê hết. Long Vấn Thiên nói, bọn hắn dự định xây một cái tế đàn, đem cái kia thiên tài thần nữ Thiên Pháp Dung, đẩy lên tế đàn đốt đi, hiến cho thiên đạo. Thiên đạo phía trên có khắc họa ban đầu luân hồi pháp tắc, chỉ cần có thể tiến vào thiên đạo bên trong, liền có cơ sẽ trực tiếp kế thừa luân hồi pháp tắc, dạng này bọn hắn là có thể bồi dưỡng được một cái luân hồi mới chi chủ, thay thế địa vị của ngươi. Một khi luân hồi mới chi chủ sinh ra, ngươi hết thảy, đều sẽ bị tước đoạt. Diệp Thần nghe được biện pháp này, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, nói, đem người thiêu xê hết, hiến cho thiên đạo, là có thể kế thừa luân hồi pháp tắc. Đây quả thực là hoang đường, nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy, nếu như dễ dàng như vậy, ta đều muốn đem chính ta đốt xê hết rồi. Long Vấn Thiên lắc đầu, nói, hoàn toàn chính xác, biện pháp này quá hoang đường, Thiên Pháp phái bởi vì không đồng ý ngươi tồn tại, muốn tìm người thay thế ngươi, đã là sắp bị điên rồi, lại muốn ra loại biện pháp này. Bọn hắn còn nói, gọi ta đem ngươi đuổi đi, bằng không bọn hắn cự tuyệt hợp tác, tình nguyện bị Sâu Uyên ma tộc diệt sát. Cũng không muốn nhận ngươi cái này luân hồi chi chủ. Diệp Thần chỉ cảm thấy thiên đại ủy khuất, lại là bất đắc dĩ cùng phẫn uất, nói ta cùng mộ táng cung chưa từng gặp mặt, bọn hắn làm sao đối ta như thế cửu thị. Chỉ là bởi vì ta tu luyện thần thông khác, bọn hắn liền sinh ra lớn như vậy thành kiến. Trong mơ hồ, Diệp Thần lại thấy có điểm không đúng. Long Vấn Thiên nói, có phải hay không cảm giác có điểm gì là lạ? Diệp Thần nói, đúng thế. Long Vấn Thiên nói, ta cũng cảm giác không đúng, mộ táng cung bên trong người, liền cùng nhập ma phát như bị điên, nhìn từ bề ngoài hết thảy như thường, nhưng chỉ cần vừa nhắc tới ngươi, bọn hắn liền toàn thành chó điên, sẽ chỉ cắn người, ngoan cố đến lợi hại. Ta hoài nghi, đạo tâm của bọn họ, đã bị long đong, thậm chí vặn vẹo, tinh thần bị lực lượng nào đó che đậy, cho nên đối ngươi sinh ra đủ loại thành kiến. Diệp Thần ra mặt run lên. Nói, là Sâu Uyên ma tộc đang dở trò sao? Long Vấn Thiên lắc đầu nói, không phải, này loại vô thanh vô tức, mê hoặc nhân tâm, vặn vẹo người tinh thần thủ đoạn, Sâu Uyên ma tộc còn làm không được, thế gian này, có thể làm được, chỉ có. Diệp Thần nói, Sửu Thần. Long Vấn Thiên nói, đúng, đúng Sửu Thần tộc thủ đoạn. Đã từng Sửu Thần dưới trướng cường giả Hắc Ám ma quân, đã tới thương linh dược giới, ta hoài nghi vào lúc đó. Hắc Ám ma quân liền lặng lẽ bày ra thủ đoạn, tại vô thanh vô tức ở giữa, khiến cho mộ táng cung người đạo tâm bị long đong, đối ngươi sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi to lớn hiểu lầm cùng cừu hận. Diệp Thần thân thể chấn động, nói, lại là Sửu Thần đang dở trò. Có thể Hắc Ám ma quân, đã bị ta gsc hết a. Hắn có thủ đoạn gì, cũng nên tiêu vong a. Long Vấn Thiên lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, tóm lại việc này rất cổ quái. Ta nhất định phải tự mình dẫn ngươi đi một chuyến mộ táng cung, nhường ngươi đến giải quyết việc này, ngươi cũng không cần cừu hận mộ táng cung, bởi vì bọn hắn có thể là bị che đậy, ngươi nếu là phẫn nộ cừu hận, chỉ sẽ trung âm mưu của địch nhân. Diệp Thần trong lòng run lên, nói, đúng. Hắn hít sâu một hơi, đem chính mình đối mộ táng cung đủ loại oán niệm, áp chế xuống tới, trái tim đã là đập bịch bịch, hắn đạo tâm ban đầu vô cùng cứng cỏi, nhưng vừa mới lại là phập phồng không yên. Hận không thể muốn tiêu diệt mộ táng cung chút giận. Có thể dung chuyển hắn đạo tâm, ảnh hưởng hắn tinh thần, thế gian chỉ có Sửu Thần tộc. Dừng một chút, Diệp Thần lại hỏi, Long Sư Huynh, bây giờ mộ táng cung đối ta cừu hận thâm trọng, lại không cho phép ta tiến vào, cho dù có hiểu lầm gì đó, lại như thế nào có thể giải mở. Long Vấn Thiên nói, ta cùng Thiên Pháp Vong Trần cãi lộn hai ngày, hắn hơi nhả ra, nói chỉ cần ngươi có thể thông qua một khảo nghiệm. Hắn liền cho phép ngươi tiến vào mộ táng cung, thậm chí có khả năng phụng ngươi làm chủ, vì ngươi trọng lập pho tượng, tán thành ngươi tồn tại. Diệp Thần ngạc nhiên nói, có chuyện tiện nghi như vậy.
Long Vấn Thiên vẻ mặt lại rất khó coi, nói chẳng qua là, hắn nói khảo nghiệm, lại là tuyệt đối không thể nào thông qua, rõ ràng là muốn làm khó dễ ngươi, ta cũng không thể tránh được, chỉ có thể lại thay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Diệp Thần hỏi, là cái gì khảo nghiệm? Long Vấn Thiên chỉ hướng huyết hải phương xa một hòn đảo, nói, liền là thu phục cổ ma huyết đảo. Cái kia cổ ma huyết đảo, là huyết đồ người địa bàn, sau này lại cắt nhường cho Sâu Uyên ma tộc, bây giờ là Sâu Uyên ma tộc cường giả, Mộng Ma Tôn giả chỗ thống trị, phía trên có đại lượng Thâm Uyên cường giả. Diệp Thần con mắt hơi sáng, cổ ma huyết đảo, vừa mới cái kia Diêm Thiên Hoa cũng đề cập qua, người sau chính là tới từ cổ ma huyết đảo, là Mộng Ma Tôn người đệ tử. Một cái Diêm Thiên Hoa, liền là thần vương cấp bậc tồn tại, cái kia sư phụ của hắn Mộng Ma Tôn giả, khẳng định có lấy thiên đế thực lực cấp bậc, tất nhiên là vô cùng cường hãn. Diệp Thần nói, chỉ cần ta có thể thu phục cổ ma huyết đảo, liền có thể tiến vào mộ táng cung sao. Hắn nghĩ đến Mộng Ma Tôn giả thống trị cổ ma huyết đảo, thiên đế uy nghiêm bao phủ, mình muốn thu phục, tự nhiên là muôn vàn khó khăn, nhưng hắn mượn nhờ luân hồi đại năng cùng Long Thần Thiên Uyên đảo lực lượng, cũng không phải là không có cơ hội. Long Vấn Thiên thở dài, thu phục cổ ma huyết đảo, lại làm sao có thể làm được. Tòa đảo này, từng là huyết đồ người tỉ mỉ kinh doanh địa bàn, bọn hắn thậm chí ở trên đảo chế tạo một cái hồi hồn thôn phệ trận, liền chuyên môn vì đối phó người cái này luân hồi chi chủ. Diệp Thần nói, đối phó ta. Long Vấn Thiên nói, đúng vậy, thương linh dược giới rất sớm trước kia, liền lưu truyền một cái truyền thuyết, nói cuối cùng có một ngày, luân hồi chi chủ sẽ buông xuống, chấp trưởng mộ táng cung, dẫn đầu mộ táng cung một lần nữa đi về phía huy hoàng. Huyết đồ người tin vào cái này truyền thuyết, bọn hắn bị thiên pháp phái đuổi xuống biển về sau, liền tay đánh tạo hồi hồn thôn phệ trận, này trận tại vô tận kỷ nguyên bên trong đầu nhập đại lượng mục nát tà ác tê hi tê hề, chỉ chờ luân hồi chi chủ buông xuống, một khi luân hồi chi chủ vào trận, huyết đồ người cao tầng liền có thể trực tiếp đoạt xá, thay vào đó, một lần nữa chấp trưởng mộ táng cung. Bất quá bọn hắn đợi trăm triệu thế kỷ nguyên, cũng không thấy người xuất hiện, dần dần liền tâm ý nguội lạnh, bỏ phế này trận. Bây giờ lại đem cổ ma huyết đảo cắt nhường cho Sâu Uyên ma tộc. Nhưng, ngươi lại thật buông xuống, màn cái kia hồi hồn thôn phệ trận là có thể trọng khải, ngươi dám bước vào cổ ma huyết đảo, cũng chỉ có bị thôn phệ đoạt xá xuống tràng. Đừng nói thu phục, ngươi ngay cả mình đều tính mệnh khó đảm bảo. Diệp Thần nghe được tê cả da đầu, nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại, nói, Long Sư Huynh, thu phục cổ ma huyết đảo, đích thật là nguy hiểm tầng tầng, cũng là khó khăn tầng tầng. Nhưng có người trợ trận, cũng chưa chắc không thể thành công. Long Vấn Thiên lắc đầu nói, ta không thể giúp ngươi. Diệp Thần sững sờ, nói, vì sao? Long Vấn Thiên chìm nhưng nói, thiên pháp phong trần cái kia lão ngoan cố, không cho phép ta giúp ngươi. Hắn nói ngươi muốn thông qua khảo nghiệm lời, nhất định phải theo dựa vào lực lượng của mình, không thể dựa vào ta. Nhiều nhất, bọn hắn chỉ cho phép ngươi triệu hoán mộ táng cung người. Nói xong. Hắn móc ra một khỏa tinh thạch, đây là truyền âm thạch, người có thể dùng viên tinh thạch này, triệu hoán mộ táng cung người hỗ trợ, nhưng mộ táng cung nội bộ, người người cừu hận ngươi, coi như ngươi phát ra triệu hoán, cũng sẽ không có người giúp cho ngươi. Thiên pháp phong trần làm như thế, là muốn nhục nhã ngươi, cũng là muốn gọi ngươi biết khó mà lui, toàn bộ mộ táng cung đều cừu thị ngươi, ngươi cứng rắn muốn đi vào, cung cấp tự rước lấy nhục, bọn hắn đúng là điên, ta cũng không nghĩ tới bọn hắn đối cừu hận của ngươi thành kiến. Thế mà nghiêm trọng đến nước này. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, toàn thân xương cốt run run, nói, bọn hắn không cho ta đi qua, ta hết lần này tới lần khác liền muốn đi. Thu phục cổ ma huyết đảo, cũng không phải là không có khả năng. Long Vấn Thiên khẽ giật mình, nói, sư đệ, người có biện pháp nào? Mộ táng cung thiên pháp phái điều kiện, vô cùng hà khắc, Diệp Thần muốn đi mộ táng cung, trước hết thu phục cổ ma huyết đảo. Mà lại chỉ có thể dựa vào chính mình cùng mộ táng cung lực lượng, Long Vấn Thiên không thể hỗ trợ. Mộ táng cung người, lại không thể giúp Diệp Thần, nói cách khác, Diệp Thần chỉ có thể lẻ loi một mình, đi thu phục cổ ma huyết đảo, đây quả thực là chuyện không thể nào. Diệp Thần cười cười, nói có biện pháp, ta có khả năng nếm thử thỉnh một người tới trợ trận. Long Vấn Thiên ồ một tiếng, 10 điểm nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Diệp Thần theo trong tay hắn cầm qua truyền âm thạch, linh khí quán chú, ý chí bắn ra, lớn tiếng nói. Thiên pháp lộ nguyệt tiền bối, mời ngươi buông xuống đi. Diệp Thần phát ra to rõ tiếng gọi, hắn muốn triệu hoán một người,
người kia chính là đại danh đỉnh đỉnh thẩm phán chi chủ, Thiên Pháp Lộ Nguyệt. Thiên Pháp Lộ Nguyệt, là đã từng Mộ Táng Cung thủ lĩnh, sau này Thiên Tổ giải tán Mộ Táng Cung tổng bộ, nàng mới trốn đi. Nói đến, nàng cũng xem như Mộ Táng Cung người, Diệp Thần triệu hoán nàng, tự nhiên không tính vi phạm quy củ. Nghe được Diệp Thần tiếng gọi, Long Vấn Thiên triệt để rung động, trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Diệp Thần thế mà sẽ đi triệu hoán Thiên Pháp Lộ Nguyệt, cái này có thể thành công sao? Tiếng gọi xa xa truyền ra, huyết hải sôi trào, huyết đồ người cùng sâu uyên ma tộc đám người, nghe được tên Thiên Pháp Lộ Nguyệt, cũng là kinh dị không thôi. Mộ Táng Cung bên kia, cũng là quần tình sôi trào, phát ra kinh thiên roil hoạn âm thanh, không ít người thân thể phát run. Thiên Pháp Lộ Nguyệt bốn chữ này, đối Mộ Táng Cung người mà nói, cũng là sâu sắc không gì sánh được tồn tại. Diệp Thần triệu hoán Thiên Pháp Lộ Nguyệt, chính hắn cũng không biết có thể thành công hay không, hắn chẳng qua là nếm thử. Nếu như thất bại, lại nghĩ biện pháp khác cũng không muộn. Soạt, soạt. Ngay tại Diệp Thần tiếng gọi hạ xuống không lâu, chân trời toát ra vô tận thần quang, một đạo uyển chuyển thân ảnh, chậm rãi theo thương linh dược giới bên ngoài, hàng lâm xuống. Đạo thân ảnh kia, chính là Thiên Pháp Lộ Nguyệt. Thiên Pháp Lộ Nguyệt hào quang nóng rực, đạp ở hư không, phong hoa tuyệt đại. Nàng ăn mặc màu trắng váy dài, váy phiêu đãng, như bạch tuyết bay tán loạn, trên thân khoác lên mỏng như cánh ve sa y, bao phủ như tuyết trắng noãn hung y, linh lung uyển chuyển tư thái, khiến người vô cùng tâm động. Nàng dung nhan tuyệt thế, tựa như ảo mộng, lại mỹ lệ vừa thần bí, thanh lãnh rực rỡ. Mà ở sau lưng nàng, thì là một vòng to lớn thẩm phán chi kính, tản ra ánh sáng chói lọi. Này thẩm phán chi kính, không biết có nhiều ít vạn dặm, cuồn cuộn vô ngần, phía trên tựa như có sơn hà hư ảnh, sáng chói bạch quang nở rộ đến, thương linh dược giới rơi xuống vạn năm hắc vũ, thế mà ngừng, hoặc là nói là bị bốc hơi đi. Nguyên bản khói mù răng đầy. Một mảnh đen kịt bầu trời, theo Thiên Pháp Lộ Nguyệt đến, theo thẩm phán chi kính hào quang chiếu rọi trải rộng ra, bầu trời mây đen tẫn tán, hết thảy ô uế đều hóa đi, bầu trời một lần nữa trở nên xanh thẳm tinh khiết, thái dương bay lên, ánh mặt trời chiếu sáng tại Thiên Pháp Lộ Nguyệt trên thân, nàng xinh đẹp đến không gì sánh được. Tất cả mọi người bị choáng váng. Long Vấn Thiên cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Diệp Thần tiếng gọi thế mà thành công. Thiên Pháp Lộ Nguyệt xuất hiện, thương linh dược giới đại địa cũng vì đó run lên. Tại Mộ Táng Cung bên trong, thậm chí có không ít người run rẩy quỳ xuống đất, quỳ bái. Bởi vì, Thiên Pháp Lộ Nguyệt có thể là bọn hắn đã từng lãnh chúa A, là chấp trưởng Mộ Táng Cung vĩ đại tồn tại. Diệp Thần con mắt híp lại, nhìn xem hàng lâm xuống Thiên Pháp Lộ Nguyệt, cũng là một hồi hoa mắt. Hắn cảm giác được, toàn bộ thương linh dược giới, bầu trời đại địa, hết thảy. Đều tại vây quanh Thiên Pháp Lộ Nguyệt xoay tròn, nàng phảng phất là cái thế giới này thần linh, bị hắc ám bao phủ đại địa, dần dần bởi vì nàng đến mà khôi phục, phế tích đất đai bên trong, dần dần rút ra chồi non, phồn hoa từng mảnh nở rộ. Ở cái thế giới này, Thiên Pháp Lộ Nguyệt khí tức, rõ ràng so tại bên ngoài hừng hực nhiều, nàng chiếm hết thiên thời địa lợi, thiên địa càn khôn lại cùng nàng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có một loại thiên địa cũng sinh, vạn vật duy nhất đại đạo diệu bao hàm. Thiên Pháp Lộ Nguyệt mang theo mỉm cười, chậm rãi buông xuống đến Diệp Thần trước mặt, duỗi ra mảnh khảnh tay cầm, cười nói, đã lâu không gặp, luân hồi chi chủ. Diệp Thần đưa tay cùng nàng đem nắm, nói Thiên Pháp Lộ Nguyệt tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nghĩ không ra, nguyên lai người xuất thân Mộ Táng Cung, đại chủ tể biết không? Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, hắn không biết. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn nói, ồ. Hắn coi là dùng thân phận của đại chủ tể thực lực, khẳng định là biết Thiên Pháp Lộ Nguyệt thân thế, không nghĩ tới thế mà không biết. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, bởi vì đại chủ tể hết sức thông minh, hắn biết ta thân thế sau lưng, liên lụy tới vô cùng khinh khủng đồ vật, đó là lăng giá tại trên thiên đạo đại khủng bố. Mà ngươi, liền không quá thông minh, luân hồi chi chủ, thiên tổ là đại khủng bố tồn tại, ngươi lại nghĩ tìm kiếm tung tích của hắn, cái kia cùng muốn xê hết không sai biệt lắm. Ngươi phải biết, liền đại chủ tể, đều không dám nhìn trộm thiên tổ. Diệp Thần trong lòng run lên, thiên tổ vĩ đại đến siêu việt thiên đạo. Thiên đạo khối Rubik trong tay hắn, bất quá là đồ chơi tồn tại. Này loại vĩ đại khủng bố tồn tại, đại chủ tể so sánh cùng nhau, cũng tựa như sâu kiến. Bởi vậy,
Đại chủ tể tuy biết thế gian tồn tại thiên tổ nhân vật như vậy, nhưng hắn tuyệt đối không dám nhìn trộm, hắn hẳn là biết thiên pháp lộ nguyệt cùng thiên tổ ở giữa, tồn tại một ít sâu xa, nhưng vì để tránh cho tiêm nhiễm nhân quả, hắn tuyệt không bát quái hỏi nhiều, cũng không nhìn lén. Diệp thần lại khác biệt, hắn muốn biết thiên tổ tương quan hết thảy bí mật. Diệp thần nghe thiên pháp lộ nguyệt có chút lăng lệ lời nói, cười cười xấu hổ, nói, ta thân là luân hồi chi chủ, nghĩ nhìn trộm một điểm luân hồi chi bí, không tính quá phận a. Thiên pháp lộ nguyệt cười nói, không quá phận, liền là không biết ngươi kêu gọi ta đến đây, cần làm chuyện gì. Diệp thần nói, tiền bối mắt sáng như đuốc, chắc hẳn đã nhìn rõ thiên cơ. Thiên pháp lộ nguyệt hé miệng cười một tiếng, con mắt nhìn xem phía trước huyết hải, con ngươi chuyển động, nói, muốn gọi ta giúp ngươi thu phục cổ ma huyết đảo. Diệp thần nói, đúng vậy. Thiên pháp lộ nguyệt cười nói, cái kia trước gọi tiếng tỷ tỷ tới nghe một chút, gọi ta tiền bối, cũng là lộ ra xa lạ, cũng lộ ra ta già rồi. Diệp thần khẽ giật mình, không nghĩ tới thiên pháp lộ nguyệt còn có loại yêu cầu này, không khỏi bật cười kêu lên, đúng, ta đây liền gọi tiền bối một tiếng xương nguyệt tỷ tỷ, sâu uyên ma tộc thế lớn, còn mời xương nguyệt tỷ tỷ xuất thủ tương trợ. Thiên pháp lộ nguyệt cười khanh khách, nói tốt, ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta đây tự nhiên cũng không thể bạc đãi ngươi, sâu uyên ma tộc là cái mối họa lớn, ta không nghĩ tới năm đó ta trốn đi về sau, đã nhiều năm như vậy, trong cung những lão giả kia vẫn không có thể tiêu diệt. Biểu lộ trở nên lãnh túc, thật là một đám phế vật. Thôi, hôm nay liền để ta tới ra tay, trước diệt cổ ma huyết đảo bên trên ma tộc, đằng sau lại đánh tới nơi ở của bọn hắn. Bất quá, chúng ta chỉ có hai người, nhân thủ không quá đủ, cũng nên có người hỗ trợ trợ thủ thu thập chiến trường cái gì, ngươi chờ một chút, ta gọi chút người tới. Nói xong, thiên pháp lộ nguyệt đưa tay ký kết ra một đạo đưa tin phù chiếu linh quang lưu chuyển. Rất nhanh liền ẩn vào hư không bên trong. Chờ một chút đi. Thiên pháp lộ nguyệt tầm mắt nhìn về phía huyết hải phần cuối, mộ táng cung chỗ núi tuyết đại lục, nàng chỗ triệu hoán nhân thủ, tựa hồ ngay tại núi tuyết đại lục bên kia. Một bên Long Vấn Thiên, bị gạt tại một bên, có chút xấu hổ, nói, nếu lộ nguyệt cung chủ đích thân tới, vậy tại hạ cũng có thể giúp điểm vội vàng. Thu phục cổ ma huyết đảo, mộ táng cung người bên kia, nghiêm lệnh Long Vấn Thiên không cho phép ra tay. Không được trợ giúp Diệp thần. Nhưng bây giờ, thiên pháp lộ nguyệt đều tự mình buông xuống, hết thảy quy củ tự nhiên lấy nàng làm chuẩn. Bởi vì, đã từng thiên pháp lộ nguyệt, có thể là mộ táng cung thủ lĩnh, cũng chính là cung chủ. Hiện nay mộ táng cung không có cung chủ, việc lớn do trưởng lão đoàn quyết đoán, thủ tịch trưởng lão gọi thiên pháp phong trần, mà thân phận của thiên pháp lộ nguyệt địa vị, nhưng lại xa xa lăng giá tại thiên pháp phong trần phía trên. Năm đó, phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, duy nhất có thể câu thông thiên tổ, nghe được thiên tổ thanh âm người, chỉ có nàng. Nàng là thiên tổ lắng nghe người. Thiên pháp lộ nguyệt nghe Long Vấn Thiên, mỉm cười, nói, được rồi, không cần, đằng sau công tới sâu uyên ma tộc hang ổ, lại mời Long đảo chủ giúp đỡ đi. Này một trận chiến, cũng không nhọc đến phiền ngươi, ta cũng không muốn khi dễ người, dù sao những lão giả kia đã đem quy củ định tốt. Nàng thiên cơ nhìn rõ. Tự nhiên biết thu phục cổ ma huyết đảo, là mộ táng cung trưởng lão đoàn đối Diệp thần khảo nghiệm, càng nói đúng ra, là làm khó dễ. Bọn hắn không cho phép Diệp thần mượn dùng Long Vấn Thiên lực lượng, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp thần thế mà sẽ triệu hoán nàng. Long Vấn Thiên mang theo xấu hổ nói ra, được a, ta đây liền tại cổ ma huyết đảo bên ngoài, cho các ngươi lược trận, nếu có ma tộc trốn tới, ta tới nấu ăn là được. Thiên pháp lộ nguyệt cười nói, như thế rất tốt. Ngay sau đó, nàng liền tĩnh tâm chờ lấy nhân thủ của nàng tới. Diệp thần cũng đang chờ đợi, lại có chút hiếu kỳ hỏi, Sương Nguyệt tỷ tỷ năm đó là mộ táng cung cung chủ, chẳng biết tại sao sau này lại trốn đi, mà lại đi đến không không lúc nào không về sau, cũng hoàn toàn ẩn nấp thân phận của mình. Trong lòng của hắn có quá nhiều nghi vấn, muốn có được giải đáp. Thiên pháp lộ nguyệt thản nhiên nói, cũng không có gì, liền là thiên tổ giải tán mộ táng cung tổng bộ, lòng người bàng hoàng. Rất nhiều thiên pháp phái người, đều không biết như thế nào cho phải, nhưng ta tín niệm là kiên định, ta tin tưởng chân chính hoàn mỹ thế giới, liền là dùng luật pháp thống trị thế giới. Thế là ta bước vào hồng trần thời buổi hỗn loạn, mở rộng ta lý niệm, đáng tiếc, không có thiên tổ duy trì, ta lẻ loi một mình, cũng không có khả năng cải biến không không lúc nào không chư thế trật tự, này nơi mạnh được yếu thua, cường giả độc tôn trật tự, ha ha,
thật đúng là ngoan cố cực kỳ, không phải ta độc thân có thể tùy tiện dung chuyển. Đến mức vì sao muốn che giấu tung tích, đó là ta sợ thiên tổ nhân quả quá lớn, thế nhân không chịu nổi. Ngươi phải biết, thiên tổ có thể là lăng giá tại trên thiên đạo đại khủng bố, ta từng là hắn lắng nghe người, có thể nghe được thanh âm của hắn, mỗi lần lắng nghe, với ta mà nói, đều là ác mộng tồn tại, thiên tổ uy nghiêm quá mức đáng sợ, ta không dám nhỏ ngó nửa điểm. Nói xong lời cuối cùng, thiên pháp lộ nguyệt hồi ức lên thiên tổ, trong ánh mắt đã là hướng tới, lại là thật sâu e ngại cùng sùng kính. Diệp thần gật gật đầu, xem ra thiên tổ khủng bố, hẳn là vượt qua tưởng tượng của mình, hắn lại hỏi, cái kia xương nguyệt tỷ tỷ, người tán thành ta cái này luân hồi chi chủ sao? Mộ táng cung bên kia, đối diệp thần cừu hận to lớn, cũng không đồng ý hắn tồn tại, hắn cũng muốn nghe xem thiên pháp lộ nguyệt ý kiến. Thiên pháp lộ nguyệt nói, ta là sao cũng được, tùy tiện, không quan trọng, mặc dù ngươi là thiên tổ nói tới người phát ngôn, trong cung cũng có chân dung của ngươi cùng pho tượng, nhưng ta cũng không cho rằng ngươi có thể siêu việt thiên tổ. Diệp thần khóe miệng giật giật, nói, siêu việt thiên tổ, ta nhưng không dám nhận. Thiên pháp lộ nguyệt mỉm cười nói, đúng vậy, chuyện tương lai, vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều, cước đạp thực địa trọng yếu nhất, trước thu phục cổ ma huyết đảo đi, ta người mau tới. Nói xong, thiên pháp lộ nguyệt có chút thân thiết kéo Diệp thần cánh tay, tầm mắt nhìn về phía bầu trời phương xa, liền thấy có một chiếc phi thuyền, đang đằng vân lăng không bay tới. Đó chính là theo mộ táng cung bên trong lái ra phi thuyền. Phi thuyền đứng ở Diệp thần, thiên pháp lộ nguyệt, Long Vấn Thiên ba người vùng trời, sau đó liền thấy từng cái người mặc trang phục đệ tử, lăng không hạ xuống tới, đủ có hơn mấy ngàn người, trên mặt mỗi người đều mang vô cùng cung kính biểu lộ, dồn dập quỳ xuống lại. Cùng kêu lên hô. Tham kiến cung chủ đại nhân. Thiên pháp lộ nguyệt nhìn xem này thịnh đại tràng diệt, khẽ cười cười. Diệp thần trong lòng có chút chấn động, xem ra thiên pháp lộ nguyệt tại mộ táng cung bên trong, địa vị cực cao, mặc dù đi ra ngoài, hiện nay trở về, một dạng là núi kêu biển gầm, hô phong hoán vũ, rất có quyền khuynh thiên hạ đại khí phách. Một cái dung mạo tuyệt lệ, người mặc cung trang nữ tử, tiến lên mấy bước, quỳ gối thiên pháp lộ nguyệt trước mặt. Cung kính nói, đệ tử thiên pháp dung, yết kiến tới chậm, còn mời cung chủ thứ tội. Một bên Long Vấn Thiên kinh hãi, lặng lẽ hướng Diệp thần nói, nữ tử này liền là mộ táng cung thiên tài thần nữ thiên pháp dung, tu vi đã đạt nửa bước thông thiên cảnh, mộ táng cung còn muốn dựa vào nàng tới lấy thay ngươi, nghĩ không ra nàng đối thiên pháp lộ nguyệt cũng như thế tôn kính. Thiên pháp lộ nguyệt gật đầu nói, tiểu dung, đã lâu không gặp, nhiều năm như vậy, ngươi còn không có tấn thăng thiên đế sao? Thiên pháp dung một hồi đỏ mặt, nàng trước hình mắt tu vi, chẳng qua là nửa bước thông thiên cảnh, liền thần vương đều không phải là, khoảng cách thiên đế càng là kém xa, nói, đệ tử tư chất đần độn, tu vi nông cạn, thỉnh cung chủ thứ tội. Thiên pháp lộ nguyệt cười nói, không cần gọi ta cung chủ, ta rời đi mộ táng cung đã lâu, mà lại thiên tổ sư giải tán mộ táng cung tổng bộ, chúng ta cũng sớm nên giải tán. Thiên pháp dung nói, sâu uyên ma tộc còn tại họa loạn. Trưởng lão bọn hắn không dám giải tán, một khi ta mộ táng cung giải tán, sâu uyên ma tộc liền muốn chạy ra đi, hậu quả khó mà lường được. Hiện nay không không lúc nào không chủ thế giới, trật tự đã đầy đủ hắc ám hỗn loạn, nếu là sâu uyên ma tộc lại đi ra ngoài, cái kia không biết muốn tạo ra nhiều ít gió tanh mưa máu, món nợ này đều muốn nhớ đến mộ táng cung trên đầu. Cho nên, mộ táng cung liều mạng, cũng muốn áp chế sâu uyên ma tộc, coi như không thể đem bọn hắn tiêu diệt. Cũng muốn đem thế lực của bọn hắn, cực hạn tại thương linh dược giới bên trong, không thể tiết ra ngoài. Thiên pháp lộ nguyệt nói, nghe nói các ngươi cửu thị luân hồi chi chủ. Thiên pháp dung nhìn bên cạnh Diệp thần liếc mắt, hoảng hốt vội nói, không dám, này là trưởng lão nhóm ý tứ, đệ tử không dám có ý nghĩ gì. Thiên pháp lộ nguyệt ha ha cười nhạt một chút, nói ta xem các ngươi, là bị sử thần tộc tà túy vào não, từng cái phong ma, đều coi luân hồi chi chủ là thành địch nhân rồi. Thiên pháp dung cùng chúng đệ tử không nói gì với nhau, hiển nhiên là đối thiên pháp lộ nguyệt 10 điểm kính sợ, cũng không dám có cái gì phản bác. Thiên pháp lộ nguyệt nói thôi, chờ thu phục cổ ma huyết đảo, ta lại hồi cung một chuyến, thay các ngươi giải quyết tà túy. Các ngươi thật là một đám phế vật a, thế mà còn không có tiêu diệt sâu uyên ma tộc, năm đó ta liền không nên nhanh như vậy rời đi, đáng tiếc muốn tê duy sát huyết đổ xương tiện nhân kia, ta nhất định phải trốn đi. Thiên pháp dung sợ hãi nói, đúng, đệ tử vô dụng, liền là cung chủ rời đi nhiều năm như vậy,
một mực chưa có trở về, đệ tử cũng quải niệm cực kỳ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, ta trở về làm gì? Mọi người có mọi người duyên phận, ta đã không còn là Mộ Táng Cung cung chủ, căn cứ thiên tổ sư ý tứ, Mộ Táng Cung cũng sớm nên giải tán, ta làm sao còn có thể tham luyến quyền hành. Lần này là xem ở luân hồi chi chủ trên mặt mũi, ta liền ra tay một lần, các ngươi cố gắng nhìn, cái gì sâu uyên ma tộc, bất quá một đám tôm tép nhãi nhép thôi, ta có thể một tay chu diệt. Lời nói này nói đến 10 điểm bá khí tự tin, toàn trường đều là chấn động. Sâu uyên ma tộc kinh khủng bực nào, Thiên Pháp Lộ Nguyệt lại nói muốn một tay chu diệt. Thiên Pháp Dung hoảng hốt vội nói, cung chủ đại nhân không thể khinh địch, bây giờ thiên địa lật đổ truyền thuyết đã ứng nghiệp, sâu uyên ma tộc khí diễm thao thiên, ta Mộ Táng Cung cũng chỉ có thể miễn cưỡng hạn chế bọn hắn không chạy ra đi, nhưng mong muốn chu diệt, vậy thì thật là muôn vàn khó khăn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 550.